Hello, xin chào tất cả anh chị em nhé. Chào mừng các anh chị em quay trở lại chủ livestream 30 ngày huấn luyện kiếm tiền bằng sức mạnh tiềm thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng một vài phút để đợi các anh chị em mình có thể là bắt đầu đúng không ạ? Ok. Rồi, các bậc thầy đang vào ạ. Ok. Chào tỷ phú la Nguyễn Kiều Diễm, chào tỷ phú la chị Trần Yến, chào tỷ phú la Trần Vi, chào tỷ phú la Nguyễn Diễm nhé. Chào tỷ phú la Đinh Thị Bích Liên, chào tỷ phú la Đỗ Uyên Linh, chào tỷ phú la chị Nhàn Vũ. Ok. Chào tỷ phú la Bill Kaka, chào tỷ phú Nguyễn Văn Công, chào tỷ phú đô la chị Huyền Nguyễn, chào tỷ phú la Tuấn Phạm, chào tỷ phú la chị Mai Thị Thị Linh, chào tỷ phú la Trung Nguyễn ạ, chào tỷ phú la Bùi Mỹ Dung, chào tỷ phú la Khánh Ngân Nguyễn. Ok, những chị em mình mới vào thì mình có thể share livestream và tag tên những các bạn của mình vào để chúng ta nhanh chóng bắt đầu livestream được không ạ? Chào tỷ phú la Minh Kim, chào tỷ phú la anh Nguyễn Văn Công nhé, chào tỷ phú la Tang Bơ, chào tỷ phú la Thanh Phạm, chào tỷ phú la Hoàng Nam. Rồi, chúng ta sẽ chờ khoảng một vài phút được không ạ? Ok, chào tỷ phú la chị Sáu Phạm, chào tỷ phú la Huệ Vũ, chào tỷ phú la Nguyễn Khang, chào tỷ phú la Phạm Thị Thanh Thuận, chào tỷ phú la chị Trinh Đao, chào tỷ phú la bạn Đỗ Thị Mỹ Trang, chào tỷ phú la Trang Cao nhé, chào anh tỷ phú la Nguyễn Bá Lợi, chào em tỷ phú la Nguyễn Hoàng Lộc, chào tỷ phú la Lê Hằng. Rồi, quá nhiều anh chị luôn. Chào tỷ phú la chị Cao Thị Thu Phương ạ. Hồi nhiều anh chị quá. Rồi, những chị em mới vào thì mình có thể share livestream và tag tên những bạn của mình vào để chúng ta nhanh chóng bắt đầu livestream ngày hôm nay được không ạ? Ok. Rồi, vô cùng tuyệt vời. Ok, chào tỷ phú la Nguyễn Ninh, chào tỷ phú la Di Hữu, chào tỷ phú la Nguyễn Anh Tuyết. Ok, mình chờ khoảng một vài phút ha, để cho mọi người vào kịp rồi chúng ta bắt đầu luôn. Chào tỷ phú la Lý Thứ Di, chào tỷ phú la Nguyễn Thị Nương Nương, chào tỷ phú la Trần Thị Thanh Nga, chào tỷ phú la Sơn Dương nhé. Ok, rồi trong lúc mà chúng ta chờ những các anh chị em mình vào thì anh chị em có thể là comment những cái thành công của mình trong ngày hôm nay và những ngày vừa qua là bao nhiêu, được không ạ? Mình có những thành công gì thì mình có thể comment để mình truyền cảm hứng cho các anh chị em trong cộng đồng nhé. Chào tỷ phú la chị Tha Trần nhé. Chị Tha siêu tuyệt vời. Chào tỷ phú la Huệ Nguyễn, chào tỷ phú la Hương Đỗ, chào tỷ phú la Hồ Thị Hồng Nhung, chào tỷ phú la chị Minh Nguyệt, chào tỷ phú la Diệu Linh Hà, chào tỷ phú la Huỳnh Anh Thái, chào tỷ phú la Nguyễn Thái Hoa. Ok. Rồi, những chị em mới vào thì mình có thể là share livestream và tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta nhanh chóng bắt đầu livestream được không ạ? Và mình có thể là comment luôn những cái thành công của mình trong ngày hôm nay. Anh chị có những thành công gì thì mình có thể comment được không ạ? Chia sẻ cho mọi người. Chào tỷ phú la Phương Nam nhé. Ok. Chào tỷ phú la chị Vũ Viên. Hôm nay thì Huy sẽ chia sẻ cho anh chị một cái kiến thức. Cái kiến thức này thì nó cũng không bình thường mà nó cũng không quá đặc biệt. Cái kiến thức này nếu mà anh chị biết thì nó rất là tuyệt vời. Nếu anh chị không biết á thì không sao hết. Nhưng mà nếu mà anh chị biết thì anh chị giàu lắm anh chị. Rất là hay là khi cái kiến thức này hôm nay thì Huy thật sự luôn là nó là một trong những kiến thức mà Huy cảm thấy rất là tâm đắc khi mà mình được biết đến. Thì thật sự là mình phải đến năm 24 tuổi anh chị, đến năm 24 tuổi Huy mới được biết cái kiến thức này. Và nhờ cái kiến thức này mà mình mới biết được là tại sao mình chưa giàu. Và mình mới biết được là mình làm thế nào mình mới giàu được, mình mới thành công được, mình mới có thể định ra được cái tầm nhìn của chính mình, mới định ra được là cái con đường mình nên đi là gì. Đó, đó, mình có được một cái tầm nhìn, một cái bức tranh dài hạn, mình thấy được là mình cần phải làm gì thì để mình có thể nằm trong top những người giàu có và thành công trên thế giới.
thì nó vô cùng tuyệt vời luôn. Nói chung là cái kiến thức ngày hôm nay đó thì anh chị không biết thì cũng không sao đâu, nhưng mà nó là một trong những cái yếu tố quan trọng để có thể là giúp mình thành công và giàu có, nói trắng ra là giúp cho mình giàu có, đúng không ạ? Giàu có và thành công trọn vẹn luôn đó, nên là mình biết đó, là mình giàu lắm luôn. Thật sự là hôm nay phải nói là cái kiến thức này mà anh chị biết là nó giàu lắm luôn á, là anh chị giàu lắm luôn á, đúng không ạ? Ok rồi, vô cùng tuyệt vời. À, tỷ phú La Hoàng Phước Đỗ đúng không ạ? Hôm nay là ra quyết định đăng ký chương trình Trạm Thái Hoa Vàng Silver, chúc mừng tỷ phú La Hoàng Phước Đỗ nha. Ok, quá tuyệt vời luôn, chào tỷ phú thân Phan nhé. Tỷ phú La Khánh Ngân Nguyễn đúng không ạ? Thành công. Ok rồi, cũng có nhiều anh chị rất nhiều thành công luôn. Tỷ phú là chị Huệ Vũ là thành công, là chép livestream 14 từng câu từng chữ và xem livestream đúng giờ. Xin vâng, chúc mừng tỷ phú là Huệ Vũ nhé. Tỷ phú là Minh Kim là thành công, là bỏ quỹ tự do tài chính, hoàn thành tốt công việc, xếp giao, đọc xong sách Sức Mạnh Tiềm Thức lần 5, đúng rồi, lần 5, quá tuyệt vời. Và xem livestream của Trịnh Huy đúng giờ. Xin vâng, chúc mừng tỷ phú là Minh Kim nhé. Rồi. Đúng rồi, có kiến thức gì mà có chữ giàu là mình phải học hết. Đúng không ạ? Tỷ phú là chị Trần Yến đúng không ạ? Trần Yến vô cùng tuyệt vời luôn, thành công ngày hôm nay của chị Trần Yến đó là tiền về là 3.320.000 đồng. Yes. Tôi là nói chốn tiền xin mời yes. Chúc mừng tỷ phú là chị Trần Yến nha. Siêu siêu tuyệt vời luôn. À, thứ hai là xem livestream của Huy đúng giờ. Thứ ba là chiều nay lụm được 500.000. Ôi yeah, thưa tuyệt vời, chúc mừng chị Yến. Quá tuyệt vời luôn, lụm được tiền 500.000 nữa chứ. Đó, đúng rồi, là 500 hút tiền cực mạnh chính xác cho bạn. Chúc mừng tỷ phú là chị Trần Yến nha. Ôi giàu hả. Chào tỷ phú là Phùng Hoàng nhé. Tỷ phú là Nguyễn Thanh Tú là thành công, đó là được có năng lượng đỉnh cao, bỏ quỹ tự do tài chính, chia sẻ cho hai người biết đến chỗ livestream Silver. Chúc mừng tỷ phú là anh Nguyễn Thanh Tú nhé. Tỷ phú là Đặng Huyền Nhung tiền về ngày hôm nay là 560.000 đồng. Yes, tôi nói trong tiền xin quên số. Yes. Như tôi bảo luôn. Thứ hai là ăn trưa miễn phí và thứ ba là được đọc 5 chương Sức Mạnh Thức, chính xác như vậy. Tỷ phú là Nhân Mi là được ăn miễn phí, đọc sách Sức Mạnh Thức, bỏ quỹ tư tài chính và hạnh phúc vui vẻ cả ngày. Siêu tuyệt vời ạ. Rồi, tỷ phú là Trần Hữu Nghị thành công ngày hôm nay là sẽ hoàn thành livestream, bỏ quỹ tư gia tài chính, đọc sách Người Giàu Có Nhất Babylon và tiền về là 200.000 đồng. Tôi nói tiền đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, tỷ phú là chị Thoa Trần, hôm nay là một ngày tuyệt vời, cả nhà có chuyến đi du lịch Hồng Kông tuyệt vời, mọi việc thuận lợi, xíu tuyệt vời. Chúc mừng chị Thoa Trần nha, được đi cả gia đình đúng không ạ? Đưa cả gia đình đi du lịch Hồng Kông vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Xíu tuyệt vời, chúc mừng tỷ phú chị Thoa Trần nhé. Tỷ phú là Khánh Ngân Nguyễn là thành công, đó là khách hàng tự gọi điện về nhé, đúng không? Tự gọi điện tiền về là 640.000 đồng, chính xác như vậy. Thứ hai là bỏ quỹ tự do tài chính, đọc sách Sức Mạnh Thức và xem livestream đúng giờ, gieo hạt cho hai người bạn. Chúc mừng tỷ phú là Khánh Ngân Nguyễn đúng không ạ? Gia nhân tốt thì còn bầu trời quả ngọt. Tỷ phú là Trinh Đào được ăn uống miễn phí, được hai người bạn tặng quà và hoàn thành rất nhiều công việc cần thiết, chính xác như vậy. Chúc mừng tỷ phú là Trinh Đào nha. Ok rồi, tỷ phú đô la Nguyễn Hằng đúng không ạ? Dậy sớm đọc sách, xem livestream, chép livestream, ăn uống miễn phí cả ngày, con ngoan ngoãn bỏ quỹ tư tài chính, chia sẻ cho bạn học chương trình offline Trạm Thái Hóa Vàng và vào học xem livestream của Huy đúng giờ. Xin vâng, chúc mừng tỷ phú la chị Nguyễn Hằng nhé. Ok, chào tỷ phú la anh Trung Hiếu Phạm. Tỷ phú là chị Nhường Ngủ là mua smartphone cho mẹ, đặt vé máy bay, tham dự offline Trạm Thái Hóa Vàng và ôn 3 bài của Trịnh Huy Silver. Chúc mừng tỷ phú là chị Nhường Ngủ nha. Ok, có một số anh chị hỏi là chương trình offline Sài Gòn là hôm nào, thì Huy cũng nhắc lại ha. Cái buổi offline này là một cái buổi offline, chúng ta chỉ là offline chia sẻ thôi. Offline câu lạc bộ hàng tháng chúng ta gặp nhau, thì là tháng 8 này thì Huy tổ chức chương trình offline là vào ngày thứ sáu anh chị nhé. Thứ sáu ngày 30 đúng không ạ? Thứ sáu ngày 30 tháng 8 buổi chiều, với lại là ngày thứ bảy và chủ nhật.
thứ bảy và chủ nhật thì nguyên một ngày luôn, còn thứ sáu là một buổi chiều đúng không ạ? Đó thì đó là cái lịch là ngày 30, 31 với là ngày 1 tháng 9 anh chị. Đó thì đó là cái lịch, thì anh chị có thể là cái link đăng ký trên cái livestream này thì Huy có gửi cái link đăng ký nên là anh chị có thể xem nhé. Tỷ phú La Dung Lê đúng không ạ? Tiền về là 11,8 triệu đồng. Yes. Tôi là nói tiền yes. Chúc mừng tỷ phú đô la Dung Lê nha. Siêu tuyệt vời luôn, tiền về 11 triệu, 11,8 triệu. Thành công, nối tiếp thành công luôn. Đúng rồi, rất là nhiều anh chị ghi chép livestream, rất là nhiều anh chị đọc sách này đó anh chị, đúng không ạ? Hành động thì tạo ra kết quả đúng không ạ? Quá tuyệt vời, siêu siêu tuyệt vời luôn. Tỷ phú La Hân Vay đúng không ạ? Bỏ quỹ từ thiện là chính, được ăn miễn phí cả ngày ấy chị. Ô, cái chi phí ăn là chi phí mắc nhất mà suốt ngày được ăn miễn phí. Chúc mừng tỷ phú La Hân Vay nha. À, siêu giàu luôn, siêu dễ thương, siêu giỏi luôn. Và thứ ba là được gieo hạt cho 5 người đúng không ạ? Gieo nhân tốt thì có cổ bầu trời quả ngọt. Chúc mừng tiểu là phân phan nha, đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Rồi, siêu tuyệt vời. Tiểu là Nguyễn Thị Xuân được ăn miễn phí, xin là xin đúng giờ. Anh chị em được ăn miễn phí nhiều nha. Đúng rồi, sao mà mình được ăn miễn phí suốt, thích thật. Tỷ phú La Di Hữu đúng không ạ? Anh Di Hữu là được bỏ quỹ tự do tài chính, tiền về là 4 triệu 740 nghìn đồng. Yes, tôi nói cho tiền xin xin. Yes. Thứ ba là nghe sách sức mạnh tiềm thức, và thứ tư là xem livestream đúng giờ. Chúc mừng tỷ phú La Anh Di Hữu nha. Ô anh chị tuyệt vời mà, thành công nhiều quá, giàu quá mấy chế hơi. Ok rồi, tỷ phú La Dung Lê tiền về là 2,5 triệu đồng. Chúc mừng tỷ phú La Dung Lê nha. Đúng không ạ? Được ăn uống miễn phí. Anh chị được ăn miễn phí hoài sướng thế đúng không ạ? Đó. Tiền về cũng nhiều nữa. Đó, chị Trần Yến đó, đó. Lượm được tiền sướng quá mà. Quá trời đúng không ạ? Tỷ phú chị Minh Nguyệt đúng không ạ? Tiền về ngày hôm nay đúng không ạ? Một ngày á, một ngày tiền về của chị Minh Nguyệt là 14 triệu 800 nghìn đồng. Yes, được rồi. Chúc mừng tỷ phú là chị Minh Nguyệt nha. Tôi là có tiền xin mời. Yes. Trời ơi, hay quá nhỉ. Đúng không? Anh chị thấy không? Gọi là khi mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức á, tiền nó đến một cách ngọt ngào anh chị. Tiền nó đến một cách ngọt ngào luôn, gọi là chúng ta tiền rồi vàng bạc kim cương rồi châu báu, tài sản chúng ta tăng lên một cách ngọt ngào luôn anh chị, đúng không? Quá sướng luôn. Tỷ phú Tạ Thị Thỏa là tiền về ngày hôm nay là 3 triệu 160 nghìn đồng, xin được rồi đúng không? Chúc mừng tỷ phú La Tạ Thị Thải nha. Tiền về gặp mặt đúng không? Yeah, siêu giàu siêu giỏi luôn anh chị em mình, quá xuất sắc luôn. Tỷ phú La chị Nguyễn Lộ đúng không? Tiền về là 5 triệu đồng. Chúc mừng tỷ phú La chị Nguyễn Lộ nha. Đọc sách sức mạnh tiềm thức chính xác đúng không? Cứ đọc lên chị, cứ phát triển tư duy đi ạ. Thì tới một cái ngày nào đó là khi tư duy chúng ta thay đổi thì kết quả bên ngoài thay đổi. Tỷ phú La chị Nguyễn Vui đúng không? Tỷ phú La Nguyễn Vui là tiền về 200 ngàn, và tổng tiền về từ đầu tháng cho tới hôm nay là 22 triệu 500 ngàn đồng. Yes, tuyệt vời, tôi nói cho tiền xin mừng, chúc mừng tỷ phú La Nguyễn Vui nha. Hai là được ăn miễn phí và xem livestream của tỷ phú La Trịnh Huy. Hay quá ha, anh chị thấy không? Anh chị nào mà chưa có tiền về thì anh chị phải ra quyết định đi. Comment ngay trên cái livestream này là đúng rồi, tôi cũng muốn điều này, tôi cũng muốn tiền về ngập mặt với tôi đúng không? Đó, tiền về một cách đơn giản luôn á. Rồi, tiền đến rất là ngọt ngào anh chị. Ok. Ok rồi. Những anh chị em mình mới vào thì mình có thể là share livestream mà tag tên những người bạn của mình vào để chúng ta gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt đúng không ạ? Cái kiến thức ngày hôm nay thì cũng là một trong những kiến thức nền tảng anh chị, một trong những cái kiến thức nền tảng để giúp cho chúng ta, một trong những cái ngày quan trọng á, một trong những ngày mà quan trọng. Bởi vì sao? Cái kiến thức ngày hôm nay nó sẽ đi cùng với chúng ta sau này rất là nhiều, và định hình để giúp cho một số anh chị mình chưa biết á, mình học cái kiến thức ngày hôm nay thì anh chị sẽ định hình được cái tương lai của mình, định hình được cái gọi là career, gọi là cái sự nghiệp của mình sau này nó nên đi từng bước như thế nào, đúng không ạ? Hoạch định cái chiến lược về cái con đường kinh doanh, cái con đường đầu tư và con đường xây dựng doanh nghiệp của mình. Thì cái kiến thức ngày hôm nay là một cái kiến thức nền tảng và cực kỳ quan trọng anh chị, và nó cũng là một trong những cái tư duy của những cái nhà đầu tư thành công, những nhà đầu tư chủ động. Cho nên là gì, anh chị em mình lưu ý mình học nghiêm túc
Và nếu được thì anh chị có thể là share livestream mà tag tên những anh chị em bạn bè của mình vào. Tại vì có một số anh chị là rất là thích xem livestream của Huy, nhưng mà bị một cái là không có xem được á. Phải để anh chị tag vào, anh chị share thì họ mới coi được. Đúng không? Facebook nó có giới hạn như thế nào đó Huy không biết. Nên là mình share livestream thì có thể giúp cho bạn của mình xem được anh chị nhé. Ok. Ở đây nhiều anh chị. Đúng rồi. Không, mình một số anh chị đã rất định là gì, lụm 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 được tiền đúng không, lụm được tiền là may mắn anh chị, lụm được tiền là may mắn là đó. Chúng ta nhưng mà chung nhưng mà cũng không nên là đoán định như vậy đúng không. Chúng ta đoán định là coi như tiền về ngập mặt luôn đi đúng không, tiền đến một cách dễ dàng ngập mặt luôn. Tỷ phú la cô Hải Trần đúng không, cô Hải Tạ chứ, tỷ phú la cô Hải Tạ là thành công ngày hôm nay là đọc sách Bí mật tiêu chí phú, bỏ quỹ tự do tài chính và tiền về nhé là 40 triệu đồng. Yes. Tôi là nói tiền. Yes. Trời ơi anh chị ơi, cô hãy tạ tiền về ngày hôm nay là 40 triệu đồng. Yes, siêu tuyệt vời, siêu rồi. Siêu giàu luôn. Mà cô Hải là quá xuất sắc luôn. Cô Hải là siêu giỏi, siêu giàu luôn. Mặc dù là tuổi của cô cũng không còn là nhỏ nữa đúng không? Không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng mà cô rất rất là năng động, rất là trẻ trung, rất là nhiệt huyết, rất là máu lửa luôn. Và cô là giống như là một một cái người mà một cái doanh nhân đúng không, một cái doanh nhân, một cái nhà đầu tư mà luôn luôn là có cái tinh thần của tuổi trẻ, luôn luôn có sức, cái nguồn, cái truyền cảm hứng đó. Vô cùng tuyệt vời luôn á đó. Mà cô là tiền về ngập mặt luôn, chúc mừng cô Hải Tạ quá xuất sắc luôn đó. Trời ơi đúng không. Đó, nhiều anh chị em tiền về ngập mặt, tiền về dễ dễ dàng đúng không? Rất tuyệt vời. Ok, rồi. Bây giờ thì anh chị em mình cùng bỏ quỹ tự do tài chính nhé. Chúng ta cùng bỏ quỹ tự do tài chính. Anh chị em nào đã bỏ quỹ tự do tài chính ngày hôm nay rồi thì mình comment số 1 nhé. Được chưa? Rồi, hôm nay lại tiếp tục móc bọc ra. Ngày nào cũng phải trả cho mình anh chị, đúng không? Tại vì mình tập trung vào tự do tài chính thì mình mới giàu được. Và anh chị nhớ là giờ thói quen thì quan trọng số tiền hơn số tiền. Cho nên là anh chị bỏ bất kỳ tờ tiền nào vô cũng được hết, đúng không ạ? Đó, hôm nay Huy đã bỏ tiếp cái tờ này vô để cho là mình trả cho mình nhiều hơn, giàu hơn. Yes, tôi đang cho tiền số 1. Yes. Ok. Rồi. Trả cho mình trước anh chị. Luôn luôn là trả cho mình trước anh chị nhé. Vậy mới giàu được. Ồ. Và cái số tiền này á, khi mà chúng ta đúng không, anh chị nhìn là rất nhiều, rất là thích luôn, xong có mấy ngày như vậy nè đó. Thì cái số tiền này là khi mà chúng ta lấy ra thì chỉ dùng cho một cái việc duy nhất, đó là đầu tư đúng không, đầu tư để trả cho mình giàu lên. Còn mình dùng cho cái việc mà đi mua quà cho bạn gái, hay là tiền để mua điện thoại mới, hay tiền để mua cái đồng hồ đẹp quá, hay là mua túi xách dễ thương quá vân vân, thì cái đó chúng ta không dùng nha. Cái tiền này chỉ dùng cho việc là đầu tư thôi, trả cho mình trước được không ạ? Ok rồi, chị nào đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi thì mình comment số 1 anh chị nhé. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta cùng bây giờ thì chúng ta cùng tới cái phần thứ tư. Bước thứ tư đó là tuyên bố. Bước thứ tư đó là phần tuyên bố anh chị nhé. Ok rồi, anh chị cùng đặt 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 tay lên trái tim của mình nhé. Tuyên bố: tôi là bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân trước. Tôi bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để chi trả cái sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi yêu tất cả những việc tôi làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi, tạo ra không nguồn thu nhập rộng. Tôi là triệu phú đô la. Yes. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư dả. Tôi ngưỡng mộ và theo gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền quan trọng, tiền là tự do, tiền khiến cho cuộc sống tôi dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những điều tôi yêu thích.
Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị cuộc sống người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cừ khôi. Tôi thực sự biết ơn với tất cả số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ, phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là tỷ phú đô la. Yes, yes, yes. Ôi. Rồi. Xin thông báo với anh chị là có một, đúng không ạ? Có một bậc thầy sức mạnh tiềm thức tên là chị Hà Thị Tuyết Mai, đúng không ạ? Chị Hà Thị Tuyết Mai đã đặt mục tiêu trong lợi nhuận trong tháng này là 350 triệu đồng. Và hôm nay, đúng không ạ? Cho tới ngày hôm nay là ngày livestream thứ 15. Hôm nay là ngày livestream thứ 15. Bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức, chị Hà Thị Tuyết Mai đã đạt được tổng lợi nhuận là 550 triệu đồng. Yes! Oh yes, tôi là trong tiền sức mạnh. Yes, yes, yes. Chúc mừng tỷ phú là Hà Thị Tuyết Mai, đúng không ạ? Trời ơi, đặt mục tiêu là 350 triệu đồng lợi nhuận mà đã sao ạ? Hôm nay là mới có một nửa thời gian thôi, đúng không ạ? Mới có 15 ngày thôi mà đã hoàn thành được cái mục tiêu mà vừa luôn, đúng không ạ? Lợi nhuận, tổng lợi nhuận trong 15 ngày của tỷ phú La Hà Thị Đức Mai là 550 triệu đồng. Yes! Siêu tuyệt vời, siêu tuyệt vời luôn. Trời ơi, trời, cảm ơn Nguyễn Diệm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bạn Nguyễn Diệm cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho tỷ phú La chị Hà Thị Tuyết Mai, đúng không ạ? Đúng rồi, cảm ơn một lần, cảm ơn Nguyễn Diệm nữa, siêu tuyệt vời luôn. Yes, yes, yes. Trời ơi, chị thấy không ạ? Đó, có nhiều cái chúng ta không tin được nhưng mà nó cũng đã xảy ra rồi. Đó mà Huy đã chia sẻ rồi, gì anh chị đạt gấp đôi, gấp 3, gấp 5, gấp 10, đúng không? Đạt được hết. Trời ơi, đạt 350 triệu mà có đến 550 triệu, quá xuất sắc. Chúc mừng tiểu La chị, đúng không ạ? Chị Mai nhé, quá xuất sắc luôn. Chị Tuyết Mai quá xuất sắc luôn. Ok. Cho nên là gì? Anh chị phải nhanh lên, đúng không? Mình phải phát triển tư duy nhanh lên, mình phải hành động mạnh mẽ hơn nữa. Đúng rồi, ứng dụng. Quan trọng là hành động thì có kết quả anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Trời ơi, siêu giàu luôn. Cộng đồng mình siêu giàu. Cho nên đó là Huy hay nói với một số anh chị á. Có một số anh chị gặp Huy hay nói là gì? Ừ thì một tháng anh chị kiếm được khoảng là 50 triệu, 70 triệu hay là 100 triệu đúng không? Xong mình thấy ừ bình thường á anh chị ơi. Tại vì ở trong cộng đồng của em, trong cái cộng đồng sử dụng sức mạnh tiềm thức, trong cái cộng đồng kiếm tiền bằng tiềm thức á. Đó, hay là những cái anh chị mà trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng thì một tháng kiếm 100 triệu là bị xếp là diện là bị nghèo rồi. Trong cộng đồng toàn là kiếm là vài trăm triệu, vài tỷ một tháng thôi. Chứ còn kiếm mà 100 triệu một tháng là trong cộng đồng của chúng ta là bị xếp là diện nghèo rồi. Sau đó giảm nghèo rồi. Tại vì anh chị thử tính đi, bây giờ có 100 triệu một tháng là một năm kiếm được có 1 tỷ 2 à. Đúng không? Vậy là phải là 10 năm mới được có 10 tỷ 2 à. Phải hơn 20 năm mới thành triệu phú đô la. Lâu lắm anh chị. Đó, 100 triệu một tháng mọi người nhìn vậy thôi chứ nó không có nhiều đâu. Đó, ở đây bao nhiêu anh chị trong cộng đồng kiếm 500 triệu, kiếm 700 triệu, kiếm hàng tỷ đồng. Đó, như bao anh chị gặp rồi đúng không ạ? Rất là bình thường luôn, rất là dễ dàng, rất là nhẹ luôn, nhẹ tinh luôn á. Mà nó ngọt ngào lắm kìa. Đó, nên là sao? Nên là anh chị thà, anh chị ứng dụng đi. Mình ứng dụng thì mình mới có kết quả được. Chứ bây giờ mình không ứng dụng á, cái thu nhập mình bị giới hạn lắm. Nó ổn lắm anh chị. Ừ, đó. Với lại là một cái tư duy ha. Cái tư duy ngày hôm nay thì Huy cũng chia sẻ luôn ha. Cái kiến thức ngày hôm nay, cái tư duy ngày hôm nay á, mà Huy chia sẻ anh chị á, thì cũng có một số anh chị hỏi Huy là tại sao mà anh chị cũng đọc sách sức mạnh tiềm thức, anh chị cũng hình dung tưởng tượng, anh chị cũng học rất là chăm chỉ, anh chị cũng ghi chép đầy đủ luôn, anh chị cứ nghe đi nghe lại những cái livestream của Huy, và anh chị cũng làm cái công việc của mình. Thì đúng là trong cuộc sống, cái công việc anh chị nó dễ dàng hơn. Nó, mọi thứ nó vui vẻ nè, mọi điều tốt đẹp đến với cuộc đời anh chị rất nhiều. Nhưng mà kết quả tài chính nó không thay đổi. Kết quả tài chính nó vẫn vậy hoài à. Thì có một cái lý do, đúng không ạ? Cái lý do đó là vì là anh chị chưa ứng dụng cái kiến thức trong ngày hôm nay nè. Cái kiến thức mà Huy chuẩn bị chia sẻ đây ạ. Cái kiến thức mà ngày hôm nay Huy chia sẻ sẽ giải đáp cho tất cả những anh chị nào mà mình rất là chăm chỉ nha, mình rất là chăm chỉ, mình đọc sách
suốt ngày mình đọc sách luôn, mình đọc sách rất là nhiều, mình livestream mình chép của Huy từng câu từng chữ rồi anh chị viết mai mát, nói chung là rất là siêng, rất là siêng luôn, có tư duy hết rồi, có các kiểu luôn rồi mà chưa có tiền. Thì lý do là cái bởi là gì, cái livestream ngày hôm nay nè, là anh chị có thể anh chị đọc, anh chị nghe, anh chị xem, nhưng mà anh chị không ứng dụng cái livestream hôm nay, không làm theo những cái cách trong cái livestream hôm nay, không ứng dụng cái kiến thức ngày hôm nay, thì cái kiến thức ngày hôm nay á, cái tư duy ngày hôm nay á, sẽ giống như là để cho giải đáp cho Huy nói là một lần nữa, để cho những anh chị đó đúng không, mình hiểu được là lý do tại sao mà mình chăm chỉ như vậy, mình ứng dụng tiềm thức mình cũng nghiêm túc như vậy, nhưng mình lại không có kết quả về tài chính, cái kết quả tài chính của mình không thay đổi, thì nó nằm ở trong cái livestream ngày hôm nay. Rồi thì cái livestream ngày hôm nay, thì cái tư duy ngày hôm nay thì đó là kim tứ đồ. Cái kiến thức này thì của một cái người cũng là một đa triệu phú đô la, đó là Robert Kiyosaki, kim tứ đồ. Và cái kim tứ đồ này thì thật sự là nó rất là tuyệt vời anh chị. Năm 24 tuổi, năm 24 tuổi khi mà Huy lần đầu tiên Huy biết về cái kiến thức này thì mình mới vỡ òa ra anh chị, mới vỡ òa ra. Tại vì sao? Nếu như mà trước đó mình đã biết cái kiến thức này thì mình đã không bị phá sản trong quá khứ, đúng không? Mình không có bị thất bại trong quá khứ, và mình tiết kiệm được một số vốn, mà mình thành công còn nhanh hơn nữa, đúng không? Cho nên là cái kiến thức này rất 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 là tuyệt vời. Đối với Huy nhé, đối với riêng Huy thì Huy thật sự rất là biết ơn là tiềm thức đã cho Huy biết tới cái tư duy ngày hôm nay, tư duy này. Thì kim tứ đồ là gì? Kim tứ đồ thì anh chị có thể là mình ghi chép lại á, thì mình vẽ thành bốn góc, đúng không? Mình vẽ một cái ở giữa trang giấy á, mình vẽ thành một cái, chia thành bốn cái góc khác nhau ha, bốn cái phần tư khác nhau của một cái trang giấy. Thì cái góc phần tư thứ nhất á, cái góc phần tư thứ nhất là góc ở bên trái. Góc phần tư thứ nhất là cái góc ở bên trái á, thì anh chị đánh cho Huy cái chữ là chữ L, là chữ làm thuê, đúng không? Cái góc phần tư thứ nhất ở bên trái thì anh chị có thể đánh cho Huy cái chữ là chữ L, là chữ làm thuê. Cái góc phần tư thứ hai là nó ở dưới, nó cũng phía bên trái luôn, nhưng mà ở dưới thì anh chị đánh là tư nhân, làm tư nhân. Rồi tư nhân anh chị nhé, tư nhân. Còn góc phần tư thứ ba ở phía bên tay phải, ở phía trên thì là chủ doanh nghiệp. Và cái góc phần tư cuối cùng ở dưới cùng là đầu tư, được không ạ? À? Ok, tại vì bây giờ không có bảng nên là Huy cũng không có bảng, nên Huy cũng không có viết lên cho anh chị được. Mình tới chương trình apply thì có bảng thì Huy có thể vẽ ra được mà. Rồi thì ở cái góc đầu tiên ha, ở cái phần đầu tiên thì chúng ta đều thấy là gì ạ? Dù anh chị có làm ở bất cứ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, tham gia đầu tư vào cái, hay là làm việc hay kinh doanh hay làm thuê hay làm doanh nghiệp, thì anh chị cũng đều phải nằm ở trong bốn cái này hết, đúng không? Chúng ta đều nằm trong bốn cái này hết, một trong bốn cái này. Và bây giờ đi, mình nói tới cái phần làm thuê đầu tiên. Làm thuê thì sao ạ? Làm thuê thì bản chất ở cái góc phần tư thứ nhất là chữ L thì nó là làm thuê. Làm thuê thì có một yếu tố đầu tiên, đó là chúng ta sẽ dùng công sức, đúng không ạ? Chúng ta dùng công sức của mình nhân với thời gian của mình, nhân với trí tuệ của mình để đổi ra tiền, được không ạ? Huy nói lại cái công thức nhé. Công thức của cái nhóm làm thuê á, là chúng ta sẽ dùng, nếu như chúng ta đang là một người làm thuê đi, là chúng ta làm một công việc nào đó và có một cái người chủ họ cứ trả lương cho chúng ta cứ hoàn thành công việc thì họ trả lương cho chúng ta, thì đó là làm thuê, không tính theo giờ, tính theo tuần, tính theo tháng, tùy, miễn sao là chúng ta làm một công việc và có người chủ trả tiền cho chúng ta thì đó là làm thuê. Và làm thuê thì sao? Làm thuê thì chúng ta dùng công sức của mình, công sức của bản thân, nhân thời gian của bản thân, nhân trí tuệ của bản thân để tạo ra tiền. Và làm thuê thì cũng không có gì là không tốt. Tại vì sao? Chúng ta cũng thấy là gì? Có những cái ưu điểm trong việc làm thuê. Ưu điểm đầu tiên trong việc làm thuê,
đó là anh chị em chúng ta sẽ có được một cái công việc có thu nhập ổn định, đúng không ạ? Công việc có thu nhập ổn định. Và đây là cái điều mà bố mẹ chúng ta ao ước rồi. Bố mẹ chúng ta ngày xưa cũng cũng ta nêu nêu chúng ta là gì? Con à, sau này lớn lên thì hãy làm kiếm một công việc nào ổn định nha, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị đã được dạy như vậy ạ? Huy cũng được dạy như vậy mà, kiếm công việc ổn định, ổn định thì mới 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 được chứ. Chứ bây giờ khi nào con mới là ổn định đây, đúng không? Chừng nào mới ổn định đây chứ, lêu lổng quá rồi cứ nay đây mai đó không được, phải ổn định. Thì cái lợi ích, cái ưu điểm đầu tiên của việc làm thuê đó là anh chị có một cái công việc có thu nhập ổn định, đúng không? Nó được cái chữ ổn định. Và cái ưu điểm thứ hai, đúng không ạ? Ưu điểm thứ hai của việc làm thuê là gì? Khi mà mình đi làm như vậy thì sao? Chúng ta sẽ có được gặp được những cái con người mới, đúng không? Chúng ta gặp được những đối tác mới, chúng ta gặp được những cái bộ phận kinh doanh khác, những người cùng cái mảng làm việc của mình, những cái người ở trong những cái mảng khác, và chúng ta gặp được nhiều người, chúng ta gặp được nhiều đối tác. Từ đó dẫn tới việc là gì? Chúng ta có nhiều mối quan hệ hơn, phát triển mối quan hệ nó dễ hơn. Toàn là những chuyên gia với nhau thôi, toàn là những người cùng làm cái công việc thì chúng ta phát triển được cái mối quan hệ hơn. Đó là cái ưu điểm thứ hai, là có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Thì có quan hệ nhiều hơn thì nó tốt hơn, đúng không? Tại vì quan hệ là tiền tệ mà. Rồi, thì đó là cái ưu điểm thứ hai. Ưu điểm thứ ba của việc làm thuê mà hầu như là ai cũng 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 thấy là nó rất là lợi, đúng không ạ? Đó là anh chị sẽ có nhiều kinh nghiệm. Có kinh nghiệm, có nhiều trải nghiệm trong cái lĩnh vực, trong cái ngành nghề mà mình làm. Ví dụ như là anh chị làm về tài chính thì nếu như anh chị làm 5 năm thì anh chị sẽ có kinh nghiệm tham gia lĩnh vực tài chính. Nếu anh chị làm về kế toán thì anh chị cũng có kinh nghiệm và trải nghiệm, đúng không ạ? Làm việc được 5 năm làm việc kế toán, và khi mà lương anh chị thâm niên anh chị có kinh nghiệm nhiều hơn thì tiền nó nhiều hơn thôi, đúng không? Khi mà có nhiều kinh nghiệm hơn, anh chị làm cái việc đó nó giỏi hơn thì anh chị sẽ được lương cao hơn, có kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đó là lý do mà tại sao, là sao những cái nhân viên hay là những quản lý hay là những giám đốc lâu năm thì có cái lương cao hơn là những người mới vào làm, bởi vì họ có trải nghiệm trong cái công việc đó, họ có kinh nghiệm và trải nghiệm trong cái công việc đó. Một cái người kế toán mà làm 10 năm thì chắc chắn cái thu nhập sẽ cao hơn cái người mà mới mới làm kế toán 1 năm, đúng không ạ? Rồi, thì cho nên là đây là cái ưu điểm của việc làm thuê, đó là những cái ưu điểm của việc làm thuê. Nhược điểm là gì? Nhược điểm ở đây là gì? Khi mà chúng ta nói về việc làm thuê thì chúng ta thấy nó ổn định lắm, và nhiều người, nhiều anh chị thì thấy là gì? À, mình phải kiếm được một cái công việc ổn định, một công việc có thu nhập cao, đúng không? Làm việc nó nhàn nhã thảnh thơi và thu nhập cao. Thì Huy trong quá khứ cũng từng đi làm thuê rồi, thì mình thấy là gì ạ? Nó có những cái ưu điểm đó, nhưng mà bù lại nó có một số cái nhược điểm như sau. Nhược điểm thứ nhất đó là gì? Công sức, theo anh chị, cho Huy hỏi anh chị nhé, theo anh chị thì công sức của chúng ta có bị giới hạn không ạ? Thời gian một ngày chúng ta có bị giới hạn không ạ? Và cái trí tuệ của chúng ta thời điểm hiện tại có bị giới hạn không ạ? Và nếu như công sức của chúng ta bị giới hạn, thời gian của chúng ta bị giới hạn, và trí tuệ của chúng ta thời điểm hiện tại bị giới hạn, thì tiền cũng bị giới hạn, đúng rồi, tiền cũng bị giới hạn. Đây chính là nhược điểm, nó nhược điểm mạnh nhất luôn đó. Nhược điểm mạnh nhất đó là tiền bị giới hạn, và rất rất nhiều anh chị bị vướng ở điểm này. Các anh chị đang làm thuê, anh chị làm một công việc một ngày 8 tiếng, đúng không? Và dù anh chị có làm việc nó hoàn thành công việc nó sớm, dù anh chị có làm nó dễ dàng nhanh chóng như thế nào, thì cuối tháng anh chị cũng chỉ được đúng bấy nhiêu đó tiền. Và cái việc mà tăng phẩy thì rất là khó. Những anh chị mà đã từng đi làm thuê rồi thì mình biết rồi, cái việc mà tăng phẩy nó rất là khó luôn.
lương từ 10 triệu mà tăng lên được 12 triệu là phải chờ rất là lâu. Đừng có nói là tăng lên đến 15, 20 hay 30 triệu, cái chuyện nó viển vông. Bạn mới làm có một năm mà bạn đang lương 10 triệu mà bạn đòi lương tăng lên 30 triệu là không bao giờ cái chuyện nó xảy ra hết đó. Đúng không? Nên là giới hạn là bị giới hạn, tiền bị giới hạn anh chị. Và đây á, là lý do mà tại sao có rất nhiều anh chị em đọc sách Sức Mạnh Tiềm Thức, đọc Tư Duy Phú, có Tư Duy Triệu Phú luôn, xem livestream của Huy luôn, ghi chép đầy đủ những kiến thức của Huy luôn, nhưng mà sao, có những cái cơ hội đến, có những cái nguồn lực đến, có thể tiềm thức của anh chị kết nối những nguồn lực, những con người, những cái cơ hội, những cái công việc mới, nhưng mà sao anh chị không làm, anh chị không chịu đón nhận cái công việc đó, đón nhận cái cơ hội làm việc đó, và anh chị vẫn cứ tiếp tục làm công việc cũ. Mặc dù anh chị biết rằng là công việc cũ nó bị giới hạn thu nhập, nhưng anh chị vẫn làm đó. Và cái công việc mới thì anh chị không dám, đúng không? Có một cái phần là không có dám, gọi là không có dám mà làm giàu, không có dám bước ra khỏi vùng thoải mái, không có dám mà làm cái công việc mới đó. Tại có thể là nói là có những cái lý do là tại tôi không có kinh nghiệm, hay là tại vì tôi chưa có giỏi, hay là tôi cần cái sự an toàn. Và Huy cũng chia sẻ luôn là gì, làm thuê mới không an toàn. Làm thuê mới không an toàn. Tại sao? Thu nhập ổn định nghèo luôn á. Huy thấy là ổn định nghèo luôn á, chứ làm sao mà giàu được, đúng không? Thì mình mới thấy một điều đó. Trời ơi, đồng ý là cũng có, sẽ có một số người không phải là làm thuê là không giàu được đâu, cũng có một số người là họ cũng giàu lên nhờ việc làm thuê, nhưng mà cái số lượng người đó nó chỉ đếm trên lòng bàn tay hơn chị, là những người mà có những cái gọi là cái thiên bẩm, những người có những cái tài năng đặc biệt, những người số 1 hành tinh thì họ mới có thể là kiếm tiền trở nên giàu có nhờ việc làm thuê anh chị. Ví dụ như Messi, ví dụ như Ronaldo trong bóng đá, có nghĩa là họ là những cái người chơi giỏi nhất, những người xuất sáng nhất, và họ được thuê, đúng không? Đó, họ được thuê cho những mua lại, và họ được trả lương, thôi được trả lương vài triệu đô một tháng, một triệu euro một tháng, thì những người đó thì họ giàu đấy, nhưng mà số lượng đó nó không có nhiều anh chị. Hay là những cái người như là ca sĩ, những cái người ca sĩ như là Taylor Swift hay là Đàm Vĩnh Hưng vân vân, anh chị thấy giàu mà, đúng không? Tại vì sao? Họ là những người xuất sắc nhất, họ là những người giỏi nhất, cho nên là họ mới được cái lương cao nhất anh chị. Đó, cho nên là những cái người này nó ít lắm anh chị, nó không có dành cho số chung được. Nếu như bây giờ bạn không phải người xuất sắc nhất, bạn không phải người giỏi nhất, thì bạn chỉ có được cái mức lương chính xác như như xứng đáng với bạn thôi. Đó, nên là mình thấy là mình như Huy, là Huy nhìn thấy là Huy không thể nào hát hay bằng Đàm Vĩnh Hưng rồi, đúng không? Huy hát cũng rất là hay đó, nhưng mà Huy không thể hát hay bằng Đàm Vĩnh Hưng rồi. Đó, Huy thì cũng chơi tennis cũng giỏi đó, nhưng mà Huy cũng biết là Huy không thể đánh tennis bằng Nadal, không thể đánh tennis bằng Federer hay là Djokovic rồi. Cho nên là mình thấy là mình tham gia thể thao hay ca nhạc mình cũng không giàu được. Rồi, nên là làm thuê. Hay là bây giờ mình thấy là gì, có mấy cái người mà tổng giám đốc đó, có mấy người tổng giám đốc nước ngoài á, một tháng cũng kiếm khoảng là 50, đúng không, 50 hay 60 nghìn đô la, nhưng mà thu nhập á, lợi nhuận một tháng kiếm được thu nhập cũng 50 tới 60 nghìn đô la cũng ngon, đúng không? Nhưng mà họ phải có kinh nghiệm là hơn 30 năm. Mình thấy mình cũng không có, chưa bằng được họ rồi, nên là mình không đi con đường này. Thật sự là Huy không chọn con đường này được, Huy chọn con đường khác nó giàu nhanh hơn. Đó, còn anh chị nào mà thấy là thôi anh chị ráng trở thành người giỏi nhất đi trong cái lĩnh vực đó đi, anh chị làm thuê mòn mỏi đi, 30 năm sau thành triệu phú đô la cũng được. Đó, nhưng mà nó chưa dễ đâu. Cái tỷ lệ thành công nó không cao đâu anh chị. Đó, thì cái nhược điểm đầu tiên của cái việc làm thuê đó là tiền bị giới hạn, tiền bị giới hạn anh chị nhé. Cái nhược điểm thứ hai là mình đi làm á, thì từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, cứ tới lúc giờ là phải vô điểm danh, giống như hồi đi học quá ha, không có được thoải mái gì hết, cứ phải đi làm suốt ngày luôn. Đó, làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được tự do thời gian.
phải là em, đúng không? Không được tự do thời gian. Rồi sao nữa? Có những công việc thì sao? Phải tới công ty, phải tới công công trường, phải tới doanh nghiệp, phải tới văn phòng làm việc. Không có được ở nhà làm. Không có được đi đâu chơi làm, phải tới cái trụ sở làm việc. Và cũng không được tự do không gian luôn. Ừ, không được tự do không gian luôn. Và còn một cái điều nữa là nó tuyệt vời hơn nữa là gì? Chúng ta dùng công sức, thời gian và trí tuệ của mình để kiếm tiền. Thì nếu như anh chị không làm việc thì cũng không có tiền. Đúng rồi. Anh chị không làm việc thì anh chị không có tiền. Phải làm thì mới có tiền anh chị. Và nó dẫn tới cái nhược điểm tiếp theo đó là không được tự do tài chính. Đúng rồi, phải làm mới có tiền. Vậy là không tự do tài chính này. Đó, thì thấy ba không luôn anh chị hiểu không? Không có tiền nè, không có thời gian mà không có không gian luôn. Giống như ở tù á ha. Ừ, giống nó vậy đó, nó giống vậy luôn á. Nó không có được cái sự tự do anh chị, nó không có sự tự do luôn. Thì đó là những cái nhược điểm của việc làm thuê anh chị nhé. Và một cái nhược điểm cuối cùng, một cái nhược điểm mà phải nói là nó hơi bị chua ở việc làm thuê này. Đó là gì? Mình đang làm cho ai à? Chúng ta đang làm cho ai à? Chúng ta đang dùng công sức, thời gian, trí tuệ của mình để làm cho ai? Để cống hiến cho ai? Thực hiện ước mơ cho ai? Chúng ta đang làm để thực hiện ước mơ cho người khác chứ không phải cho chính mình anh chị. Đúng không? Và mình làm việc không được thì mình bị la, bị mắng, bị chửi, bị xài xả các kiểu. Nó nhục lắm. Thật sự là mình thấy cũng khá là nhục. Một cái người mà tư duy không bằng mình mà đi đi nói mình là mình thấy không được vui rồi. Đúng không? Mà có khi là nếu như cái người đó là một cái người lãnh đạo tốt á thì họ sẽ có cách ứng xử nó tốt. Còn bây giờ một số anh chị chưa được may mắn có người sếp của mình là một cái người hơi bị chưa được dễ thương ha, chưa được có tư duy ha, mà sai mình thì mình chưa được vui luôn á. Đó. Cho nên là gì? Cái nhược điểm tiếp theo của cái việc làm thuê đó là bạn đang thực hiện ước mơ cho người khác và bạn không có thời gian để xây dựng ước mơ cho chính mình. Và có một câu mà Huy rất là thấy Huy Huy nghĩ là anh chị cũng biết rồi. Nếu như bạn không hành động, nếu bạn không hành động để thực hiện ước mơ cho chính mình thì người khác sẽ thuê bạn để thực hiện ước mơ cho chính họ. Đúng không? Đó. Nên là anh chị em nào mà mình vẫn còn ở trong cái lĩnh trong cái góc này á thì Huy cũng chia sẻ với anh chị luôn là anh chị cũng bắt đầu tìm cái con đường mà dịch chuyển mình ra khỏi đây đi. Đương nhiên là Huy cũng không nói là chúng ta bây giờ mình chưa có tiền thì mình bắt buộc phải 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 đi làm đúng không ạ? Tại vì chúng ta đều biết rồi, muốn phải vừa làm việc vừa kiếm tiền mà, vừa kiếm tiền vừa đầu tư. Nhà đầu tư chủ động là vừa vừa làm việc và đầu tư để thắng. Đó, kiếm tiền rồi mà tiết kiệm mới đầu tư. Thì có một cái điều như thế này nè. Đừng có chấp nhận làm thuê cả đời. Chỉ chấp nhận làm cái công việc làm thuê một thời gian thôi. Nếu như bây giờ cái cuộc sống mình nó quá không thoải mái, mình chưa biết làm công việc gì hay là gì đó, thì mình chịu mình làm một cái công việc làm thuê chỉ trong vòng một khoảng thời gian nữa thôi. Khoảng là 2 năm, cùng lắm là 5 năm thôi. Đó. 5 năm là quá rồi, đừng có làm lâu quá, đúng không? Phải nhảy qua cái góc khác đi. Nhảy qua cái phần khác đi mới giàu được. Được không ạ? À? Rồi. Ok, thì đó là về cái góc phần thứ nhất là phần làm thuê. Cái nhóm thứ hai ha, cái nhóm thứ hai là cái nhóm ở dưới cái nhóm làm thuê là nhóm tư nhân. Cái nhóm tư nhân này thì sao? Cái nhóm tư nhân này thì sao? Cái nhóm tư nhân này á, thì nó khác cái nhóm làm thuê là những cái người này họ không làm việc cho ai hết, họ tự bước ra. Họ mở một cái công việc kinh doanh, họ tự mở một cái công ty, họ tự mở một cái hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh. Và trong đó họ trở thành nhân tố quan trọng nhất. Ví dụ như bây giờ anh chị chán quá, tôi không không muốn làm thuê nữa. Anh chị ra anh chị tự tự đi mở một cái quán cà phê, anh chị trở thành chủ quán cà phê. Đúng không? Mình trở thành chủ quán cà phê hay là chủ tiệm tạp hóa hay là chủ chủ cái xe nước mía hay là chủ một cái spa
hay là chủ của một cái nơi là bán quần áo đúng không, mình bán quần áo hay vân vân, bán mỹ phẩm vân vân, mình trở thành một cái gọi là một cái tư nhân riêng của mình, và mình là cái người kinh doanh. Lúc đó mình chuyển sang là thành là một cái người tinh nhanh, một cái người kinh doanh. Và khi này thì sao ạ? Và anh chị nhớ nhé, cái mô hình là anh chị tạo ra được một cái hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh. Mình trở thành một cái người chủ của công việc kinh doanh của chính mình. Tạo ra một cái hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh. Và trong đó thì có thể là có bộ phận sale, bộ phận marketing, bộ phận quản lý nguồn hàng, bộ phận quản lý nhân sự, bộ phận tài chính, kế toán, vân vân và vân vân, tùy. Thậm chí là doanh nghiệp một thành viên cũng được, đúng không? Công ty một thành viên, hai thành viên cũng được hết. Nó đơn giản lắm, như giờ mở một xe nước mía hay là mở một cái xe bánh mì cũng là tư nhân anh chị. Được không ạ? Đó, nói chung là mình tự mở ra một cái công việc kinh doanh, tự kiếm tiền thì đó là tư nhân. Thì tư nhân á thì tạo ra một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh, và trong cái hệ thống đó thì anh chị là nhân tố quan trọng nhất. Và lúc này thì sao? Chúng ta sẽ dùng công sức của bản thân mình cùng với thêm nhiều người khác. Nếu như anh chị có nhân viên thì anh chị sẽ có dùng được thêm công sức của người khác nữa. Thời gian của chính mình cộng với thời gian của nhiều người khác. Trí tuệ của chính mình và trí tuệ của thêm nhiều người khác để tạo ra nhiều tiền hơn. Anh chị hình dung là bây giờ anh chị có dùng công sức, thời gian và trí tuệ của chính mình và của nhiều người khác hơn. Đúng không? Thì chúng ta có được một cái gọi là gì? Có một cái đòn bẩy. Có cái đòn bẩy là làm tạo ra cái doanh số lớn hơn, tạo ra cái lợi nhuận lớn hơn, cái kết quả lớn hơn, nó tốt hơn. Thay vì dùng sức một người thì bây giờ mình dùng sức nhiều người. Thay vì dùng thời gian của một người thì chúng ta dùng thời gian của nhiều người. Thay vì dùng trí tuệ của một người thì chúng ta dùng trí tuệ của nhiều người. Đó. Cho nên là gì ạ? Khi mà mình làm cái này á, thì mình sẽ thấy là gì? Cái ưu điểm đầu tiên của việc là làm tư nhân nhé, làm tư, cái này gọi là làm tư. Cái ưu điểm đầu tiên của làm tư đó là chúng ta đang làm cho chính mình, đúng không ạ? Chúng ta đang làm cho chính mình, chúng ta đang là cái người quan trọng nhất trong cái công việc kinh doanh này. Chúng ta đang làm cho chính mình và chúng ta sẽ có được cái sự thoải mái hơn trong cái lúc làm việc, là không bị một ai sai bảo hết, không bị một ai bắt là mình phải làm thế này, làm thế kia, đúng không? Chúng ta sẽ được có một cái thoải mái nhất định. Đó là chúng ta đang làm cho chính mình. Đúng rồi, nó tốt hơn một tí. Và cái ưu điểm thứ hai đó là gì? Khi mà anh chị làm tư nhân, anh chị cũng cần đối tác. Anh chị cũng cần nhân viên. Anh chị cũng cần tìm khách hàng. Và vì anh chị cần điều đó, anh chị phải sao ạ? Đi tìm kiếm họ hoặc là dùng sức mạnh tiềm thức để kết nối với họ. Và cái này á là khi mà anh chị kết nối được nhiều đối tác hơn, anh chị có nhiều người làm việc cho anh chị hơn, hay anh chị có nhiều khách hàng hơn, thì cái công việc kinh doanh của anh chị nó lớn hơn và nó tạo ra được cái doanh số tốt hơn, được không ạ? Đó, và cái ưu điểm thứ hai của việc làm tư nhân đó là anh chị phát triển được mối quan hệ nó rộng hơn là làm đó. Anh chị phát triển được mối quan hệ giúp cho là cái mối quan hệ anh chị mở rộng hơn so với lại cái lúc mà anh chị làm thuê. Làm thuê thì mình gặp có nhiều đó người à, cái công ty có 100 người là mình cũng vô đó mình giao tiếp hết, nói chuyện hết thì cũng chơi có 100 người đó. Lâu lâu có người mới người cũ đi ra đi vào, thỉnh thoảng có một vài khách hàng, không bao nhiêu người hết. Còn bây giờ anh chị làm tư nhân, anh chị có sẽ đi tìm kiếm rất là nhiều đối tác luôn, anh chị sẽ có kết nối rất là nhiều đối tác, rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều người làm việc với mình, đúng không? Đó, thì mình sẽ phát triển được thêm mối quan hệ. Cái ưu điểm thứ ba của việc làm tư nhân là vì bây giờ chúng ta đang là nhân tố quan trọng nhất, chúng ta đang là cái người đi đầu, chúng ta đang là người quan trọng nhất luôn á. Gọi là sao? Ok, vậy thì anh chị đã biết về bán hàng chưa, anh chị đã biết về sale chưa, marketing chưa, quản lý dòng tiền chưa, anh chị biết phát triển doanh nghiệp chưa, đó anh chị biết là trả lương sao chưa, vân vân, đúng không? Anh chị biết quản lý nhân sự chờ KYC đúng không, KYC các kiểu.
rồi đưa ra chiến lược quảng cáo như thế nào, vân vân, rất là nhiều thứ. Thậm chí là anh chị biết luật kinh doanh chưa, anh chị hiểu về luật chưa mà anh chị dám kinh doanh, đúng không? Rồi thì nó có một cái là mình phải học, và khi mà mình học thì mình phát triển được kiến thức rất là nhiều. Mình phát triển được kiến thức, mình phát triển được tư duy rất nhiều anh chị nhé. Và mình thấy anh chị thấy gì khi anh chị làm tư nhân, thì cái lợi ích thứ ba của việc làm tư nhân là anh chị phát triển bản thân rất nhanh, anh chị phát triển bản thân cực kỳ nhanh luôn anh chị. Đúng rồi, cái gì cũng phải học hết á, cái gì cũng phải biết hết á, không biết không được. Tại vì sao? Chúng ta đang là nhân tố quan trọng nhất, chúng ta đang là nhân tố quan trọng nhất, cho nên cái gì chúng ta cũng phải biết, cái gì chúng ta cũng phải học, cái gì chúng ta cũng phải làm được hết đó, từng ngóc ngách gì là phải biết hết, nên là phát triển bản thân nhanh lắm. Thì đó là những, và cái ưu điểm thứ tư, đúng không ạ? Ưu điểm thứ tư là nói chuyện bằng kết quả. Nó khác với lại cái phần làm thuê. Nó khác với phần làm thuê là gì? Khi anh chị làm thuê, anh chị dù anh chị có tạo ra cái, có làm tốt công việc của mình, trừ 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 làm thuê, trừ trừ làm sale thôi, trừ làm sale thôi, chứ còn lúc mà mình trong những cái nghề làm thuê đa phần á, thì dù anh chị có làm tốt công việc của mình, dù anh chị có giúp cho đội nhóm phát triển, dù anh chị có đào tạo các kiểu vân vân, có làm tốt cỡ nào, thì cuối tháng anh chị cũng có đúng bấy nhiêu tiền thôi. Tiền bị giới hạn mà. Nhưng mà ở trong cái phần làm tư nhân này á, thì tiền nó không bị giới hạn anh chị. Anh chị càng giỏi bao nhiêu, anh cái hệ thống, cái công việc của anh chị có càng có nhiều đối tác tốt, càng có nhiều khách hàng tiềm năng, càng có nhiều cái người mà làm việc cho anh chị, thì anh chị lại càng phát triển hơn. Đúng rồi, nó rất là, nó không bị giới hạn, đúng không? Nó mở rộng được đó. Cho nên là những, có những anh chị á, cho nên là khi mà Huy làm việc, Huy để ý luôn những anh chị nào mà sử dụng sức mạnh tiềm thức mà có thành công nhanh á, là bởi vì là anh chị đang kinh doanh á. Các anh chị đang kinh doanh nên là anh chị sử dụng, anh chị hút hút khách hàng, đúng không? Anh chị hấp dẫn khách hàng, anh chị hấp dẫn đối tác, anh chị hấp dẫn những cái người mà phù hợp, những cái cơ hội phù hợp, nó dễ hơn. Chứ còn những anh chị mà đang làm thuê thì sao ạ? Thì tiềm thức cũng kết nối chị những cái nguồn đó. Nhưng quan trọng anh chị có dám đón nhận không? Có dám đón nhận không? Tại vì sẽ có những cái cơ hội, những cái công việc nhé, có công việc luôn, việc làm ngon luôn, thơm luôn, nhưng mà nó không có an toàn như là làm thuê nữa. Lúc đó anh chị có dám đón nhận không thôi? Tại vì khi anh chị đón nhận đó thì tự dưng thu nhập anh chị sẽ tăng hơn, được không ạ? Đó, thì đó là những cái ưu điểm của việc làm tư nhân. Nói về ưu điểm thì chúng ta cũng phải nói tới nhược điểm. Nhược điểm ở đây, nhược điểm đầu tiên, rủi ro rất cao. Nhược điểm đầu tiên của việc làm tư nhân đó là rủi ro rất cao. Đơn giản vì sao ạ? Cho hỏi ở đây là bao nhiêu trong số anh chị đã từng lái, biết lái ô tô rồi ạ? Lái ô tô, đúng rồi, lái ô tô nè, lái xe hơi á. Rồi bây giờ mình giả sử như bây giờ mình không biết lái đi, mà bây giờ Huy bắt anh chị leo lên một chiếc ô tô, Huy bắt anh chị lái được không? Nếu như bây giờ anh chị không biết lái ô tô, anh chị chưa được học lái ô tô, anh chị chưa có tập luyện trong việc mà lái ô tô, Huy bắt anh chị leo lên một chiếc ô tô, bắt anh chị lái được không? Mà bây giờ là nói là không 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 muốn lái cũng phải lái thì sao? Thì chắc chắn cái kết quả, cái hậu quả nó rất là không an toàn, đúng không ạ? Bây giờ không biết lái, nhảy vô lái đại sao? Thì 100% là không an toàn luôn, một còn Huy khẳng định 100% là không an toàn luôn đó. Cũng giống như anh chị thấy là ví dụ con của mình á, con của mình nó còn nhỏ đi, mà mình nó leo lên xe máy nó lái thử thôi, thì anh chị biết hậu quả rồi, đúng không? Đó, nó chưa biết lái mà anh chị cho con mình lên xe máy lái thử ra ngoài đường chơi coi, 100% luôn là có cái hậu quả không an toàn luôn. Nó giống như chúng ta nhảy lên ô tô chúng ta lái vậy thôi, nếu mà chúng ta không biết lái. Tại vì sao ạ? Một cái người mà lái ô tô giỏi, họ phải đi học, họ phải có kiến thức,
họ phải có tư duy của một người lái ô tô, họ phải hiểu về luật, họ phải luyện tập nữa, đúng không? Họ phải luyện tập, họ luyện tập nhiều lắm anh chị nào thi thi học lái ô tô là biết hết rồi. Luyện quá trời luyện luôn, luyện xe hình quá trời luyện, ngày luyện đêm luôn, luyện bao nhiêu ngày luôn mà cũng chưa được thành công nữa. Huy là lúc mà lúc trước Huy Huy đậu lái ô tô là Huy cũng dùng tiềm thức đó, chứ mình thấy là nó chưa được dễ luôn á. Trời ơi, luyện quá trời luôn. Xong rồi sao, mình có bằng luôn mình cũng không dám lái đường Việt Nam, tại vì đường Việt Nam nó là đi nhiều chỗ trống, không an toàn, không dễ dễ đi đó. Mà anh chị hiểu không, học kiến thức là mình đã học rồi, mình có bằng lái luôn mà mình còn chưa dám lái. Hỏi hỏi anh chị giờ chưa có bằng, chưa biết lái luôn, lái kiểu gì đó. Thì nó cũng giống như á, nó phải luyện tập nữa đúng không ạ? Thì nó cũng giống như kinh doanh thôi. Nếu như kinh doanh anh chị không có tư duy, anh chị không có kiến thức, anh chị không có tầm nhìn, không có thông tin, không có biết gì về kinh doanh hết, không có biết về tài chính, không có biết gì về kinh doanh hết, thì sao ạ? Dù anh chị có vốn bao nhiêu, dù anh chị có bỏ ra vốn bao nhiêu nhé, Huy nói luôn nhé, khi mà kinh doanh, khi mà tham gia vào tự kinh doanh á, mà anh chị không có tư duy, không có kiến thức, không có tầm nhìn, không có biết cái gì hết á, thì dù anh chị có bỏ ra bao nhiêu vốn thì nó đốt hết bấy nhiêu vốn. Dù anh chị có vốn vài chục tỷ, vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ mà anh chị không có tư duy kinh doanh, không phải là một người biết kinh doanh, thì cỡ nào cũng đốt sạch tiền luôn. Rủi ro đó đó anh chị. Rủi ro là ở đó đó. Nếu mà mình không có tư duy, không có kiến thức, không có biết gì về kinh doanh hết, là 100% luôn, có bao nhiêu vốn đốt sạch. Ô cái này Huy 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 trải nghiệm rồi, Huy Huy cho nên Huy thấm lắm, Huy thấm lắm anh chị đó. Nên là gì, tư duy tăng lên thì tiền mới tăng lên được không ạ? Rồi thì mình mới thấy là gì ạ? Đó là cái nhược điểm của việc làm kinh doanh, là rủi ro nó không được ít đâu, rủi ro nó không thích đâu. Và nếu như mà anh chị muốn mà kinh doanh thành công thì chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là học từ những người đã kinh doanh thành công thôi. Chứ bây giờ mình mà tự trải nghiệm là Huy chắc chắn luôn, giống như là cái thằng mà không biết lái mà đi tự tự lái á, tự tập lái á, là cỡ nào cũng 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 lên đường hết á. Còn bây giờ mình học từ cái người mà đã thành công rồi, một cái người đã kinh doanh thành công rồi, thì họ biết như thế nào, họ biết đi đường nào, họ biết làm cái gì, từng bước một nên làm gì, họ hướng dẫn cho anh chị, thì anh chị mới có cái hy vọng là kiếm được tiền trong cái nhóm này khi mình kinh doanh được không ạ? À? Đó rồi, ok, thì đó là cái nhược điểm thứ hai. Còn một cái nhược điểm nữa, một cái nhược điểm rất là lớn trong việc làm tư nhân, là giả sử đi, giả sử bây giờ anh chị thành công đi, anh chị kinh doanh, anh chị kiếm được tiền đúng không? Giả sử như anh chị biết kinh doanh, anh chị kinh doanh tốt, anh chị kiếm được tiền, tiền về hàng ngày, tiền về hàng tháng, nó tốt rồi. Có rất là nhiều anh chị trong livestream này cũng đang kinh doanh và đã ứng dụng số lượng thức, cho nên tiền về ngập ở đây ạ. À, đúng không? Đâu phải tất cả chúng ta đều làm thuê đâu ạ. À, cũng có rất nhiều anh chị đang làm tư nhân, đang tự kinh doanh. Thì mình thấy một điều là gì? Mình kiếm được tiền đó, nhưng mà sao? Nếu anh chị để ý là gì, có những cái công ty, có những cái công việc kinh doanh, có những cái doanh nghiệp, nhân viên 5 giờ là đi về rồi, 5 giờ chiều đi về hết rồi, còn chủ thì phải tới lụi lụi khụi lọ mọ tới 9 giờ tối, tới 12 giờ đêm, thậm chí là ngủ ở công ty làm luôn. Đó là bao nhiêu trong số anh chị là đã từng nhìn thấy cái cảnh này rồi, mình comment số 1 anh chị nhé. Đó, bao nhiêu số anh chị đã từng nhìn thấy cái cảnh là có những cái công ty, hay là trong công ty cũng có anh chị luôn đi, đó là nhân viên đi về hết rồi mà sếp, cái người quản lý, cái người chủ vẫn cứ phải làm việc rất là chăm chỉ luôn, làm từ sáng luôn, luôn là thấy là có mặt đầu tiên đó, làm gương mà có mặt đầu tiên nha, mà làm quá trời luôn, làm tới khuya tới tối luôn. Thì có một điều là gì, thì như Hi chỉ nói đơn giản thôi, có một cái là ngày xưa giống như lúc mình nói là lúc trước, giả sử như mình làm thuê đi, một ngày chúng ta làm cho người khác đúng không ạ,
Một ngày chúng ta làm cho người khác, chúng ta làm cho ước mơ của người khác mà chúng ta sếp giao việc gì thì mình làm xong việc đó thôi. Mình đâu có cần mà phải làm thêm cho nó mệt người đúng không? Có thời gian thì đọc sách phát triển tư duy đi. Có thời gian thì bắt đầu nghiên cứu coi có cái công việc part time nào không, tạo ra cái nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba cho mình. Đúng không ạ? Đó. Thì sao ạ? Thì lúc đó một ngày mình làm bao nhiêu tiếng à? 8 tiếng là cùng. 8 tiếng là tối đa, Huy nghĩ là làm ít hơn. Đúng rồi, 8 tiếng là tối đa nếu mình làm thuê. Còn nếu như đó. Còn nếu như mình kiếm á, mình mà bây giờ mình làm cho chính mình đi, mình làm tư nhân nè, mình tự làm cho chính mình tự 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 kinh doanh mà. Bây giờ sao? Không làm có tiền không anh chị? Không tạo doanh số có tiền không? Không tạo ra được doanh số có tiền không? Không có đúng không? Đúng rồi, không làm là lỗi luôn. Đó, mà mình làm cho mình mà. Cho nên là sao? Một ngày làm 12 tiếng, một ngày làm 16 tiếng, có người làm 20 tiếng, có người không ngủ luôn. Có người không ngủ luôn. Đêm nay bác không ngủ. Làm không ngủ luôn. Đó. Cho nên là sao? Mình không làm là mình không có tiền. Và nó dẫn tới một điều là gì? Nếu như mà anh chị làm tư nhân á, anh chị làm tư nhân mà anh chị có kiếm được tiền đi chăng nữa, thì cái nhóm này á là cái nhóm có tiền mà không có thời gian tiêu tiền. Cái nhóm này là cái nhóm có tiền nhưng lại không có thời gian tiêu tiền. Tại vì sao ạ? Như Huy đã chia sẻ trong những livestream trước, bất tất cả chúng ta dù là trai gái già trẻ lớn bé, giàu hay nghèo, thì tất cả chúng ta đều chỉ có 24 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Một ngày chỉ có đúng 24 tiếng đồng hồ thôi. Và nếu như anh chị dùng ra, anh chị bỏ ra tới 20 tiếng một ngày để đi làm, thì thời gian còn lại anh chị làm gì không? Chỉ ngủ thôi. Đúng rồi, chỉ ngủ thôi. Cái thời gian còn lại chỉ ngủ thôi. Vậy thì thời gian đâu mà chúng ta đọc sách? Thời gian đâu để chúng ta phát triển tư duy? Thời gian đâu để chúng ta chăm sóc cho bản thân mình, cho cái sức khỏe của mình? Thời gian đâu để chúng ta dành thời gian cho những người thân yêu, cho gia đình của mình? Thời gian đâu để chúng ta phát triển cái đời sống tâm linh của mình? Không còn thời gian nữa. Thời gian để chúng ta tiêu tiền cũng không có luôn. Đó. Bởi vì sao ạ? Anh chị đang là nhân tố quan trọng nhất. Và nếu như anh chị nghỉ thì đám nhân viên của anh chị nó có làm việc được không? Anh chị thử không không làm việc coi 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 nhân viên anh chị có làm việc được không? Anh chị đang là cái người tạo ra tiền mà. Đó. Và đó là cái nhược điểm của cái việc mà làm tư nhân. Thì Huy cũng không có thích cái việc này, tại vì sao? Nó mệt quá. Làm thấy thấy vừa phải học nhiều nè, vừa phải học về kinh doanh đúng không? Học về kinh doanh mà bây giờ như bao nhiêu người học kinh doanh xong ra kinh doanh cũng có thành công đâu. Rất là nhiều cái kiến thức kinh doanh luôn, chúng ta học xong chúng ta kinh doanh cũng chưa chắc thành công nữa, chứ đừng có nói là không biết gì mà ra kinh doanh. Đúng không? Nó rủi ro cao quá mà làm việc thì nó chưa được thoải mái lắm. Trời ơi, suốt ngày đi làm mà dù có tiền đi chăng nữa cũng không tiêu được. Không tiêu được anh chị, không tiêu tiền được, không xài tiền được. Nên là cái này cũng chỉ là tạm bợ thôi. Cái góc này, cái nhóm này theo quan điểm của Huy thì nếu mà anh chị có làm thì làm tạm bợ thôi, làm một thời gian thôi. Đừng làm lâu quá mệt lắm anh chị. Nó không có nhiều tiền á mà cứ làm hoài à. Nó không có nhiều tiền đâu thiệt. Nếu mà anh tí nữa Huy nói tới hai cái nhóm kia á là anh chị thấy luôn. Cái này nó nhìn nhìn có vẻ kiếm được nhiều tiền nhưng mà nó chỉ là có vẻ thôi anh chị. Nó không có bao nhiêu tiền hết á. Nếu mà so với hai cái nhóm kia kìa. Là cái nhóm này nó không là bao nhiêu hết á. Đúng không? Rồi. Thì đó là cái nhóm góc phần tư thứ hai là nhóm làm tư nhân. Nên là nếu mà anh chị để ý có rất là nhiều người ngoài kia họ rất là giỏi luôn. Rất là nhiều người ngoài kia họ rất là giỏi luôn nha. Nhưng mà họ không có rảnh. Thậm chí có tiền luôn mà không có rảnh nha. Một số anh chị là đầu hai thứ tóc luôn. Một số anh chị cô chú á làm kinh doanh rất là giỏi luôn nhưng mà đầu hai thứ tóc luôn. Trời ơi, mới có 40 tuổi mà đầu hai thứ tóc rồi. Đó, mới ba mấy 40 tuổi đầu hai thứ tóc rồi. Nó chưa được khỏe luôn á.
Lại vì sao? Thức khuya quá không đâu khỏe đâu, làm việc nhiều quá cũng đâu khỏe đâu, đúng không? Đâu có nghỉ dưỡng đi du lịch đâu như Huy giờ đi du lịch mỗi tháng đi nước, nó thoải mái vui vẻ lắm đó, làm việc rất là nhẹ nhàng đánh hơi luôn mà rất là giàu, mình thích vậy hơn ha. Chứ còn mà đi làm nhiều quá mà giàu cũng chưa khỏe đâu đó. Thì đó là cái góc phần tử thứ hai, làm tư nhân. Cái góc thứ ba đó là ở phía trên đó, ở phía bên phải, phía trên cùng bên phải, thì là góc phần tử thứ ba được gọi là chủ doanh nghiệp, nhóm làm chủ. Bắt đầu cái nhóm làm chủ nè, nhóm chủ doanh nghiệp. Thì cái nhóm chủ doanh nghiệp này á, thì họ có một cái thứ rất là đặc biệt anh chị, họ rất là thú vị nha, họ thú vị hơn những cái nhóm khác, là họ dùng công sức của người khác, nhân thời gian của người khác, nhân trí tuệ của người khác và tiền của người khác, đúng không ạ, để kiếm tiền cho họ. Ghê không? Đó. Chủ doanh nghiệp thì nó rất là thú vị, là gì? Họ dùng công sức của người khác, nhân thời gian của người khác, nhân trí tuệ của người khác và dùng tiền của người khác để kiếm tiền cho họ. Kiếm rất nhiều tiền luôn. Và anh chị có hình dung là bây giờ anh chị đang là một chủ doanh nghiệp, anh chị thuê luôn cả giám đốc. Giám đốc anh chị thuê luôn, anh chị không cần quản lý gì hết. Anh chị thuê cái thằng giám đốc, một thằng thuê nó lương nó 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, thậm chí cho 500 triệu cũng được. Đó, để cho nó quản lý doanh nghiệp, để cho một cái người giám đốc đó có kinh nghiệm thâm niên, họ quản lý doanh nghiệp đó cho anh chị luôn. Và anh chị không có phải làm nữa, anh chị không phải điều hành nữa, anh chị chỉ còn là một cái người là gì? Người chủ thôi. Anh chị chỉ còn là chủ thôi. Đúng không? Hay là cổ đông thôi, cổ đông chiến lược thôi. Giống như Bill Gates á. Bill Gates thì hơn 18 năm nay. Bill Gates á, người giàu thứ 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 hai, thứ ba thế giới đấy ạ. Thì Bill Gates thì sao ạ? Ông ấy là hơn 18 năm nay là ông ấy đã không còn kinh doanh với Microsoft rồi, ông ấy chỉ là người mà giữ cổ phần lớn thôi, đúng không? Ông ấy chỉ là cái người giữ cổ phần, ông ấy chỉ là một cái người mà đưa ra chiến lược thôi. Đó, cổ đông chiến lược thôi chứ cũng không có tham gia vô nữa. Còn cái việc mà tất cả những cái việc mà Microsoft điều hành là đều là giao cho người khác hết. Đó, cho nên là Bill Gates cứ đi du lịch nè, cứ đi từ thiện nè, cứ đi chơi bài poker, đúng không ạ? Cứ rất là thoải mái, đúng không? Cứ làm những cái điều mình thích. Đó thì đó là chủ doanh nghiệp đó anh chị. Đó, thì chủ doanh nghiệp có ưu điểm là gì? Chủ doanh nghiệp thì có ưu điểm. Thứ nhất, đó là mình không làm thì mình vẫn có tiền. Không làm thì vẫn có tiền anh chị nhé. Anh chị không làm gì anh chị vẫn có tiền. Thời gian anh chị không cần tới công ty, không cần tới doanh nghiệp, anh chị vẫn có tiền nhé. Anh chị tự do về tài chính, tự do về không gian và cả tự do cả thời gian. Tự do hoàn toàn anh chị nhé, tự do hoàn toàn. Đó là ưu điểm đầu tiên của việc làm chủ doanh nghiệp đó. Ưu điểm đầu tiên của việc làm chủ doanh nghiệp đó là tự do hoàn toàn. Mà bây giờ cái doanh nghiệp này của ai? Doanh nghiệp này là của anh chị. Vậy là nó đang thực hiện cho ai à? Đang thực hiện ước mơ cho ai? Thực hiện ước mơ cho chính mình. Ưu điểm thứ hai đó là cái doanh nghiệp này đang thực hiện ước mơ cho chính mình, đang kiếm tiền cho mình. Sướng không ạ? À? Quá sướng luôn. Thu nhập thụ động mà còn thực hiện ước mơ cho mình nữa. Hỏi sao mà sướng, hỏi sao mà giàu. Đó. Và ưu điểm thứ ba đó là anh chị sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy về người và đòn bẩy về tài chính cực mạnh. Ưu điểm thứ ba nha. Là lúc này anh chị sử dụng đòn bẩy về người, đòn bẩy về tài chính cực mạnh. Nguồn lực. Đúng không ạ? Anh chị dùng những cái nguồn lực bên ngoài để giúp cho mình nhanh chóng giàu có và thành công hơn. Anh chị cứ hình dung đi, một người chủ doanh nghiệp, ông ta có thuê 1.000, đúng rồi, bây giờ giả sử như anh chị có 1.000, cho Huy hỏi anh chị luôn, nếu như anh chị có 1.000 người đang làm việc cho anh chị có thích không ạ? Nếu ngay bây giờ anh chị đang có 1.000 người đang làm việc cho anh chị có thích không ạ? Hội rất là thích luôn, đúng không? Nhưng mà có những cái doanh nghiệp đó, nó có tới 20.000 người đó anh chị. Đó, cho nên chị nghĩ là những chủ doanh nghiệp đó giàu cỡ nào. Thì sao ạ? Nếu như bây giờ anh chị có 1.000 người đang làm việc cho mình,
Mỗi người á, một ngày họ làm là 10 tiếng đi ha. Mỗi người một ngày họ làm là 10 tiếng. Thì một tháng, một ngày á, anh chỉ có 1.000 người mà mỗi người một ngày làm 10 tiếng. Thì một ngày anh chỉ có 10.000 giờ lao động. 10.000 giờ lao động anh chị nhé. Và nó gấp đến kinh khủng luôn. Nó gọi là, phải nói là mình phân tích ra là cái ông mà làm chủ doanh nghiệp á, một ngày đi chơi thôi, nếu như anh chỉ có 1.000 người nha, một ngày cái ông chủ doanh nghiệp đi chơi thôi thì bằng cái ông làm thuê làm 3 năm. Ông chủ doanh nghiệp đi chơi một ngày thôi bằng ông làm thuê làm quần quật trong suốt 3 năm trời. Thử hỏi đó lý do tại sao mà chủ doanh nghiệp giàu á anh chị, lý do tại sao mà chủ doanh nghiệp giàu như vậy đó. Đúng rồi, tận dụng tối ưu hóa thời gian hết rồi là hỏi sao không giàu, đúng không? Đó thì đó là những ưu điểm của việc làm chủ doanh nghiệp. Và khi mà mình nói về 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 những cái ưu điểm thì nó có một cái phần là nhược điểm. Nhược điểm thì sao ạ? Nhược điểm thì đương nhiên là chúng ta nhìn thấy ưu điểm thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà nhược điểm có nhược điểm anh chị. Đó, nhược điểm là gì? Thì đầu tiên nhé, thì bây giờ mình mới nói một điều á, là anh chị để ý đi, nếu mà chủ doanh nghiệp tuyệt vời như vậy, chủ doanh nghiệp có nhiều cái lợi ích như vậy thì tại sao lại số lượng chủ doanh nghiệp có nhiều không ạ? Nếu bây giờ mình xét xét lại xem là cái số lượng chủ doanh nghiệp á có nhiều không? Không nhiều đúng không ạ? Không nhiều. Và đa phần thì những chủ doanh nghiệp thì đa phần là đều cũng các bác cũng khá là lớn, các bác là đầu hai thứ tóc mà. Ít ít khi nào mà có chung một chủ doanh nghiệp mà trẻ tuổi đẹp trai giống Huy lắm. Thì có một cái điều á. Thì có một cái điều á là gì? Có một cái thống kê, theo thống kê của Tổng cục Thống kê Thế giới là cứ sau 5 năm là 90% doanh nghiệp bị đóng cửa. Đó, cứ sau 5 năm nhé thì 90% doanh nghiệp mở ra bị đóng cửa anh chị. Điều này rất là kinh khủng luôn đúng không? Theo thống kê của Tổng cục Thống kê Thế giới đó anh chị. Và cái này thì cũng đa phần là nhiều anh chị cũng biết rồi. Nhưng mà còn có một cái điều nó còn 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 tuyệt vời hơn đúng không? Một cái điều kinh hơn nữa. Đó là gì ạ? Sau 5 năm tiếp theo nữa đúng không? Là hết 5 năm rồi. Thêm 5 năm nữa đi, 5 năm tiếp theo. Trong 5 năm tiếp theo đó thì trong số 10% những doanh nghiệp còn trụ lại được từ 5 năm trước thì cũng có 90% doanh nghiệp phá sản luôn. Phá sản luôn. Có nghĩa là gì? Sau 10 năm thì thống kê là 99% các doanh nghiệp mở ra đều phá sản hết. Và chỉ còn lại vỏn vẹn 1% doanh nghiệp còn trụ lại được. Chỉ còn lại vỏn vẹn 1% là doanh nghiệp còn có thể ăn mừng được cái sinh nhật lần thứ 10 anh chị. Kinh khủng không? Đó. Rồi. Thì đó là những cái nhược điểm của việc làm chủ doanh nghiệp ha. Ok chưa? Rồi. Nhóm thứ tư. Nhóm thứ tư, nhóm cuối cùng ở cái góc bên phải cuối cùng. Đó là nhóm đầu tư anh chị. Nhóm cuối cùng đó là nhóm đầu tư. Đầu tư thì sao? Đầu tư thì cái công nó đơn giản lắm. Cái đầu tư thì Huy nói luôn là nó rất rất là gọi là nó rất cái công thức nó đơn giản không chị? Đó là gì ạ? Chúng ta dùng tiền để tạo ra tiền. Dùng tiền để đầu tư, dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn. Xong. Cực kỳ đơn giản luôn. Nhóm đầu tư là đơn giản nhất, cái công thức nó chỉ là dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn.
dùng tiền để gia tăng tài sản. Cái nhóm này nghe nghe thấy có vẻ thích nhỉ. Nó không có phải dùng công sức, cũng không bị mất thời gian, cũng không có cần phải mất cái trí tuệ nữa. Mà thấy thấy tiền không à? Nhóm này là thấy tiền không à? Đó. Và một trong những cái tư duy trong 17 tư duy phú đó giờ, mình nếu đừng để đừng có mà dùng cái gọi là sao ta? Bạn đừng có dùng cái đừng có mà đi đi làm để kiếm tiền á, giống như là ý nói là gì, hãy vô dùng tiền để làm cho mình, hãy biến tiền thành một cái công cụ làm việc cho mình, chứ đừng có làm việc cho tiền, mà hãy để tiền trở thành một cái công cụ làm việc cho mình. Thì sao ạ? Thì nói đơn giản là đầu tư thôi, là trả cho mình trước thôi. Thì trong cái phần đầu tư này á thì nó có cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nói về ưu điểm của việc đầu tư, ưu điểm của việc đầu tư đó là chúng ta không cần phải mất công sức nhiều, chúng ta cũng không bị mất thời gian nhiều, chúng ta cũng không mất trí tuệ gì hết, tiền làm việc cho chúng ta hết. Và anh chị có biết một điều rất là tuyệt vời không ạ? Tiền á thì nó không như là nhân viên. Tiền thì nó rất là tuyệt vời. Có một cái ưu điểm là gì? Tiền có một cái khả năng đó là trung thành tuyệt đối gì nhé. Tiền có một cái gọi là cái điều tuyệt vời của tiền đó, đó là trung thành tuyệt đối. Có nghĩa là anh chị bảo tiền làm gì? Anh chị kêu tiền đi, tiền ơi, tiền mua cái điện thoại này đi. Là tiền làm đúng cái việc là mua cái điện thoại này. Anh chị kêu tiền là ừ tiền ơi, tiền mua cái áo này đi, thì tiền cũng thực hiện đúng cái nghĩa vụ là mua cái áo này. Chứ có bao giờ mà, hay là lúc mà anh chị nói là tiền ơi mua ly cà phê đi, thì tiền cũng mua cái ly cà phê. Chứ có bao giờ mà anh chị nói là gì, tiền ơi mua ly cà phê cho anh nhé, ừ em không mua đâu. Có bao giờ như vậy không à? Không. Không có. Đó. Anh chị kêu tiền làm gì làm hết à, anh chị kêu tiền thực hiện cái mục đích gì tiền làm hết luôn. Thậm chí là cái dù là cái việc đó là có trả cho người khác thì tiền nó vẫn trung thành tuyệt đối với anh chị. Tiền nó không có mà đòi cái khẩu gì, nó chỉ có biết trung thành tuyệt đối thôi. Đó. Và sao ạ? Khi mà và tiền còn có một cái ưu điểm là gì ạ? Không đòi tăng lương, không đòi trả lương. Đầu tiên là không đòi trả lương, không đòi tăng lương. Thứ hai á là tiền cũng không đòi nghỉ khai sản. Đúng không? Không có, không đòi lương, không đòi nghỉ khai sản nè. Rồi, tiền nó cũng không có định công nè. Đó, tiền nó cũng không có cảm xúc sáng nắng chiều mưa. Hôm nay trời đẹp quá, em cảm thấy cực kỳ tuyệt vời. Mà trời đẹp như thế này thì em không muốn đi làm, em muốn đi chơi. Hay là gì? Hôm nay em buồn quá, không biết tại sao em buồn nên em cũng không có tâm trạng làm việc. Ừ, nó không có như vậy đâu. Tiền nó không vậy anh chị. Ừ, tiền nó không có sáng nắng chiều mưa vậy đâu. Tiền là coi như là sao? Nó cứ làm, nó chỉ biết một việc là gì? Làm việc, làm việc, làm việc. Liên tục 24 trên 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho anh chị. Làm việc mãi mãi luôn. Dù là anh chị có ngủ nè, dù anh chị có đi chơi nè, dù anh chị có làm bất cứ việc gì, thì tiền vẫn cứ cần mẫn, trung thành, làm việc tận tụy, tận tụy, tận tụy, từng giây, từng phút kiếm tiền cho anh chị. Đó, và việc của tiền là gì ạ? Tiền nó chỉ làm một cái việc thôi, nó chỉ biết một việc thôi, đó là gì? Mỗi ngày, tiền đi ra ngoài kia, kiếm thêm nhiều tiền hơn về, để giúp cho ông chủ của nó giàu hơn, hạnh phúc hơn. Đó. Cho nên là anh chị có thấy yêu tiền không ạ? Không, bây giờ Huy hỏi thiệt luôn á. Anh chị thấy tiền nó dễ thương không? Đó, anh chị có yêu tiền không? Hơi bị yêu luôn đúng không? Đó, vậy đó mà cứ nói tiền thế này thế kia đúng không? Cho nên là phải yêu tiền hơn nha, yêu mấy đồng tiền này hơn nha. Đúng mà, yêu lắm luôn đó. Rồi, thì đó là ưu điểm của tiền anh chị. Đó là ưu điểm của tiền, ưu điểm của việc đầu tư đó. Và
cứ nó giống như cái câu chuyện mà bây giờ bạn có một con ngỗng, đúng không? Bạn có một con ngỗng và con ngỗng đó đẻ ra cho bạn 5 quả trứng. Và bây giờ bạn dùng 5 quả trứng đó để bạn ấp. Thì một thời gian sau 5 quả trứng này nó đẻ ra, bạn có 6 con ngỗng. Và 6 con ngỗng này thì nó lại đẻ ra thêm nhiều quả trứng hơn. Và bạn lại có nhiều quả ngỗng hơn. Và cứ số trứng tăng lên thì số ngỗng tăng lên, số ngỗng tăng lên thì số trứng tăng lên. Và một thời gian sau, bạn có rất nhiều ngỗng và rất nhiều trứng. Bạn rất giàu. Đó, nó giống như vậy thôi. Tiền nếu như anh chị biết đầu tư, anh chị biết trả cho mình trước, thì tài sản của anh chị nó cứ sinh sôi nảy nở, đúng không ạ? Nó cứ sinh sôi nảy nở ra, nó cứ lớn dần lớn dần lớn dần lên, và rồi anh chị cứ giàu lên liên tục luôn. Thì đó là cái chức năng của việc đầu tư, đó là cái ưu điểm của việc đầu tư. Và nói về đầu tư thì nó cũng có nhược điểm. Một cái nhược điểm mà Huy cũng chia sẻ là gì? 95 những cái nhà đầu tư ở ngoài kia đều không thành công. Đúng không ạ? Như chúng ta đã nói đi nói lại trong những ngày vừa qua, trong những cái livestream trước cũng có nói rồi, là 95% những người tham gia vào thị trường đầu tư đều không thành công. Và chỉ 4%, đúng không ạ? 4% là hòa vốn và chỉ có 1% là thành công thôi. Kinh khủng. 95% những nhà đầu tư là bị mất tiền, bị không thành công, là mất tiền đó, nó đầu tư là mất tiền luôn á, là trả cho người khác luôn á. 4% là hòa vốn, còn chỉ có 1% là giàu lên thôi. Ghê không à? Trời, thì khi mà chúng ta nhìn vào đây, nhìn chúng ta thấy là gì? Nếu như muốn là một nhà đầu tư thành công thì như hôm bữa Huy có chia sẻ rồi, bạn tiền á, tiền của chúng ta, tiền của anh chị nó trung thành tuyệt đối với anh chị luôn. Nó trung thành, nó giống như là một cái thần dân mà trung thành với đức vua vậy anh chị, trung thành với nữ hoàng vậy anh chị. Và nếu như anh chị hình dung đi, một vị vua, một vị nữ hoàng mà không có tư duy, không có kiến thức, không có thông tin và không có tầm nhìn dài hạn, một người không có khả năng trị quốc, thì khi mà anh chị bảo quân lính của mình, bảo thần dân của mình đi đâu, anh chị không có tầm nhìn, không có tư duy, không có kiến thức, không có thông tin. Và nếu như anh chị bảo tiền đi vào cái chỗ mà cho nó lên đường thì nó như thế nào ạ? Nó trung thành tuyệt đối và nó lên đường hết, nó đi trả cho người khác hết. Vậy cho nên là sao? Nếu như muốn là một cái nhà vua hay là một nữ hoàng giàu có, một người có tư duy, có kiến thức, có tầm nhìn, có thông tin, thì chúng ta phải đầu tư thời gian trước. Chúng ta phải dành cái thời gian để phát triển tư duy, đúng không ạ? Phát triển tư duy, phát triển kiến thức, mở mang tầm nhìn và nắm bắt những thông tin từ những người giàu anh chị nhé. Những người có thông tin nhanh nhất và giàu nhất thì chúng ta mới có cơ hội để có thể trở thành một trong nhóm 1% những cái nhà vua, những nữ hoàng thành công và giàu có. Tại vì tiền nó không có biết đầu tư đâu, tiền nó không biết nha. Anh chị là người ra quyết định để tiền làm. Chứ bây giờ tiền nó không có biết là cái cơ hội đó nó có tốt hay không đâu. Anh chị thả vô đó là nó cứ làm thôi. Anh chị cứ thả vô đó là nó làm đúng cái bổn phận thôi. Anh chị kêu tiền ơi mày đi vào chỗ chết đi, là tiền đi vào chỗ chết luôn. Còn kêu là gì? Tiền ơi, cái chỗ đó là có bẫy đó, không được. Tiền đi chỗ này nè, cái chỗ này là giàu nè, đi vô đúng cái chỗ mà giúp cho giàu lên, nó giàu lên, đúng không? Đi vào cái biển tiền thì nó mới hút tiền được, đi vào cái bẫy chuột thì mất luôn. Nên là gì ạ? Phải là một nhà đầu tư chủ động.
Và một cái hôm trong một cái livestream sau, đúng không, trong một Huy sẽ nói kỹ hơn về cái tư duy trong đầu tư. Huy sẽ để dành một cái livestream riêng để nói về cái tư duy trong đầu tư để anh chị hiểu được là một cái nhà đầu tư chủ động, một cái nhà đầu tư có cái tư duy á, tư duy của một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư chủ động là gì, được không ạ? Đó, tư duy thôi đó, mới gọi là tư duy thôi đó, là phải mất một cái livestream để nói rồi. Ok, thì đó là cái kim tứ đồ, đó là toàn cảnh về cái thị trường tài chính, toàn cảnh về bức tranh tài chính, tất cả những cái ngành nghề, tất cả những cái công việc mà chúng ta tham gia. Thì khi mà chúng ta thấy á, một điều á, là khi mà bây giờ anh chị ngày xưa là lúc mà Huy còn nhỏ, còn trẻ tuổi, không biết tới kim tứ đồ này, không biết về các tư duy triệu phú, thì mình nghĩ cái gì, mình rất là ngây thơ anh chị, mình cứ nghĩ là ồ bây giờ mới ra trường thì thôi đi làm một công việc ổn định đi, kiếm được thu nhập nè, đầu tiên là làm một công việc ổn định đúng không, đó có tiền có thu nhập, phát triển cái kinh nghiệm đó, đầu tiên là có kinh nghiệm, làm khoảng là 5 năm đó, làm khoảng 5 năm để tích lũy kinh nghiệm đó, làm thuê tích lũy kinh nghiệm nè, xong rồi sao ạ, tích lũy mối quan hệ, sau đó làm sao tự ra mở một cái công việc kinh doanh cho riêng mình, là xuống phần làm tư nhân, tự ra tự làm cái công việc kinh doanh cho mình. Thì cái gì đang chờ chúng ta đây, làm sấp mặt luôn, học cũng quá trời thứ phải học, tiếp tiếp tục học, học nữa học mãi, giống như Darwin vậy đó, học hoài mà không giàu đó. Đó là cứ học 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 nữa học mãi, tiếp tục phải phát triển liên tục, làm liên tục mà không có tiền. Và giả sử như có thành công đúng không, mình lúc đó mình nghĩ là gì, giả sử mình tự kinh doanh thành công thì sau này mình sẽ làm cho nó tự động hóa, đúng rồi, bây giờ mình làm nhiều quá mà mình kiếm được tiền rồi, mình phải làm sao à, để cho nó tự động hóa đi, thuê người nào đó làm đi, để cho là nó tự động hóa, rồi mình tách ra khỏi cái công việc kinh doanh này, tách khỏi cái hệ thống kinh doanh này, để cho nó tự động đi, nó tự kiếm được tiền đi, dòng tiền thụ động đi. Thì sao ạ? Thì đi sang cái móc chủ doanh nghiệp, thì cái gì là tiếp tục chờ chúng ta đây, 99% là phá sản, 99% là phá sản. Oh my god. Rồi khi mà mình nghĩ đơn giản thôi, mình nghĩ rất là ngây thơ là khi mà mình đầu tư, à mình là chủ doanh nghiệp rồi mình mới có tiền thì mình mới đầu tư được. Nhưng mà anh chị ơi, cái con đường đó nó không có dễ đi đâu. Con đường đó nó không hề dễ đi luôn á. Đúng mà, cái con đường đó không phải cái con đường mà Huy đi được, tại vì Huy đi con đường khác. Cái con đường đó là con đường mà mặc áo giáp lên, cầm kiếm lên đúng không? Cầm khiên lên, cầm súng lên nữa, cầm đủ thứ đồ lên đúng rồi, xong lao ra chiến trường, đúng rồi, lao ra chiến trường ra quýnh chạy mấy kiểu đó, bùm bùm bùm, chỉ có 1% là còn sống sót, còn 1% sống sót rồi, còn lại lên đường hết, 99% lao ra chiến trường chết hết, lên đường hết rồi. Thì rất đơn giản thôi. Thì khi mà mình là hồi đó thì mình nghĩ đơn giản, nhưng mà mình do là lúc đó Huy chưa biết kim tứ đồ. Nhưng bây giờ thì khi chúng ta đã biết kim tứ đồ rồi, thì có một cái sự thật ở trong cái kim tứ đồ này á mà anh chị cần phải biết, đúng không ạ? Cái sự thật này là một cái sự thật mà anh chị cần phải biết, được không ạ? Bởi vì sao? Sau khi anh chị biết cái sự thật này thì anh chị sẽ biết luôn luôn mình cần phải làm gì. Sự thật này là gì ạ? 95% dân số của thế giới thì chiếm hữu 5% tài sản của cả nhân loại, nằm bên trái của kim tứ đồ là những người làm thuê và làm tư nhân. 95% dân số của cả thế giới này thì đang là những người làm thuê và làm tư, và họ chỉ có thể sở hữu được 5% ít ỏi cái tài sản của cả nhân loại này thôi. Còn 5% cái dân số ít ỏi của thế giới
Nằm bên phải Kim Tứ Đồ là những người chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư chủ động, thì là những người chiếm hữu hết 95% tổng tài sản của cả nhân loại này. Đó. Vậy thì bây giờ cháu hỏi anh chị luôn, lựa chọn của anh chị là gì? Lựa chọn của anh chị là gì? Anh chị muốn ở bên, anh chị đã quyết định là mình ở bên trái, là thuộc 95% cái nhóm chưa giàu, hay anh chị nằm bên phải là thuộc nhóm 5% những người giàu à? Quyết định của anh chị là gì? Tại vì Huy biết luôn, những anh chị nào mà đang nằm bên phải Kim Tứ Đồ thì giàu rồi. Và một điều mà Huy cũng rất là biết ơn cái cuộc đời này là chính thức là trong năm 2019 này, đúng không ạ? Đầu năm 2019 này thì Huy đã chính thức nằm bên phải Kim Tứ Đồ rồi. Đúng rồi. Chính thức là hoàn toàn là thực sự là rất là may mắn là được chạm được cái mốc 5% rồi. Thì quan trọng là Huy đạt được rồi, quan trọng là anh chị kìa. Anh chị làm thế nào? Làm thế nào để có thể đạt được, để có thể nằm ở bên phải Kim Tứ Đồ nhanh nhất, nằm ở bên phải Kim Tứ Đồ dễ nhất, đúng không? Cái con đường nào để có thể là nằm bên phải Kim Tứ Đồ nhanh nhất và dễ nhất? Thì có một điều như thế này, chúng ta thấy một điều á, là cháu hỏi anh chị luôn, theo anh chị có một câu rất là hay, là thay vì bạn học từ kinh nghiệm, từ thất bại của chính bản thân bạn, từ chính cuộc đời bạn, thì hãy học từ kinh nghiệm, từ thất bại của những người khác. Bởi vì sao? Cuộc đời này không đủ thời gian để bạn học từ cái kinh nghiệm, từ thất bại của chính mình. Đây là một tư duy tích cực. Tuy nhiên rằng là Huy thì không thích tư duy này. Bởi vì sao ạ? Theo anh chị muốn học từ kinh nghiệm của bản thân anh chị, hay là anh chị muốn học từ kinh nghiệm của 99% những người thất bại ngoài kia, hay là anh chị muốn học từ kinh nghiệm của nhóm 1% những người đã thành công, những người đã giàu có, đã thành công, ứng dụng và thành công luôn? Anh chị chọn cách nào? Đó, có ba lựa chọn đó. Một là tự trải nghiệm đi. Cho nên Huy thấy có nhiều người á, thậm chí luôn là Huy cũng thấy luôn, họ có tiếp xúc với Huy nhưng mà họ không nghe lời Huy á, cho nên bây giờ họ vẫn nghèo. Bây giờ vẫn còn đang nghèo, vẫn còn là nạn nhân của cuộc đời. Tại sao không chịu nghe mình nói, cho nên nó vẫn vậy đó. Đó, vẫn thích tự trải nghiệm thôi. Đó. Hay là anh chị trải nghiệm từ học, từ bài học, từ kinh nghiệm thất bại của 99% những người khác, và sau đó tiếp tục thất bại tiếp. Hay là anh chị học luôn từ kinh nghiệm thành công của nhóm 1% những chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư thành công, ứng dụng và thành công luôn à? Anh chị chọn đi à, anh chị đã quyết định đi à. Cùng xem nhé, chúng ta cùng xem nhé. Coi anh chị lựa chọn cái gì ha. Ok. Có nhiều người mắc cười, như anh chị nó mắc cười. Thất bại là mẹ ghẻ của thành công á. Ghê quá. Đúng không? Thành công nuôi dưỡng thành công, thành công nối tiếp thành công, đúng không? Chúng ta đã học từ ngày đầu rồi, hôm nay Huy chỉ test thử anh chị thôi. Rồi, thì có một điều á, thì mình mới thấy là gì? Bây giờ mình nói về phần chủ doanh nghiệp trước đi. Bây giờ nói về phần chủ doanh nghiệp á, thì có một cái phần là mình thấy là sau 10 năm thì 99% các doanh nghiệp không thành công. Sau 10 năm thì 99% các doanh nghiệp không thành công nha. Có nghĩa là người ta phải kinh doanh 10 năm rồi, người ta phải cố gắng cầm cự, xong rồi cũng phá sản hết. Vậy thì sao ạ? Cái câu hỏi đúng mà chúng ta cần hỏi bản thân mình, cái câu hỏi đúng để chúng ta đặt ra là gì? Trong các chủ doanh nghiệp, trong những nhà đầu tư,
trong nhóm 1% đó, điều gì khiến cho họ thành công? Câu hỏi đúng mà chúng ta cần phải hỏi bản thân mình, đúng không? Điều gì khiến cho cái nhóm 1% này họ thành công? Điều gì khiến cho các chủ doanh nghiệp 1% trong cái nhóm 1% đó họ thành công? Điều gì nó khiến cho những cái nhà đầu tư trong cái nhóm 1% đó họ thành công? Đúng không? Câu hỏi đúng chúng ta cần đặt ra là như vậy đó. Tại sao nhóm 1% này họ thành công? Được không ạ? Rồi, thì Huy cũng để lại cái câu hỏi này cho anh chị. Và anh chị bây giờ thì mình cũng... Tại cái này thì nó không có cái câu trả lời đâu, không có cuốn sách nào nó nói đâu anh chị. Phải tự nghiên cứu, phải tự tìm kiếm câu trả lời thôi. Nói chung là ai mà tìm được cái câu trả lời này thì người đó giàu. Giàu nhanh lắm. Tại vì sao? Tìm được câu trả lời rồi thì nằm trong 1% rồi, đúng không ạ? Thì có hiện tại thì có hai lựa chọn. Anh chị ở đây thì cái livestream này mình cũng chia sẻ rất là rõ ràng thôi. Hiện tại chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là anh chị sẽ tự nghiên cứu ha, tự đi tìm hiểu xem, tự nghiên cứu những cái cuốn sách, đúng không, đọc về những người thành công rồi tự tổng kết, tự phân tích xem là tại sao mà trong cái 1% này tại sao họ thành công, được không ạ? Cách thứ nhất là mình sẽ tự đi tìm hiểu. Cách thứ hai là anh chị học từ Huy luôn. Huy đã dành thời gian Huy tìm hiểu rồi và Huy đã biết được chính xác luôn là tại sao 1% này người ta thành công. Thì cách thứ hai là anh chị học luôn từ Huy, anh chị ứng dụng và thành công luôn. Thì anh chị chọn cách nào ạ? Anh chị chọn cách nào ạ? Ok, đúng rồi, chúng ta rất là thoải mái luôn, đúng không ạ? Tại vì anh chị cũng hoàn toàn, đúng không? Ok. Rồi, thì cái này á thì Huy sẽ chia sẻ trong buổi offline ha. Cái này thì Huy sẽ chia sẻ, tại vì cái này là một trong những cái tư duy của người giàu. Và cái này thật sự là rất là hay luôn anh chị. Đúng không? Thì Huy sẽ để dành là chia sẻ trong buổi offline cuối tháng này, đúng không ạ? Anh chị nào đi apply thì mình có thể là mình đúng không? Mình sẽ biết luôn, đúng không ạ? Cái bí kíp để mình có thể là nằm trong top 1%, tại sao mà 1% này thành công, thì Huy sẽ chia sẻ trong buổi apply, được không ạ? Buổi apply cuối tháng này. Ok. Buổi offline thì buổi tập live tại Sài Gòn thì cuối tháng này là vào ngày 30 nhé. Ngày 30 à, không được vui rồi à, nhiều anh chị nói không được vui. Ủa sao không vui nhỉ? Cứ bây giờ nếu mà mình muốn biết được câu trả lời thì anh chị phải hành động, đúng không ạ? Tại vì thật sự luôn, Huy cũng chia sẻ luôn là những cái này á, Huy đã cho đây anh chị thì chia sẻ cho anh chị rất là nhiều cái kiến thức rồi. Bây giờ anh chị muốn biết được những cái gọi là bí mật này á, thì anh chị mình anh chị đọc tư duy phú rồi. Mình muốn biết được những cái thông tin này, mình muốn biết được những cái kiến thức này thì mình phải thể hiện, đúng không? Thể hiện cái sự khát khao, thể hiện cái sự khao khát là mình có mặt tại cái buổi offline, đúng không? Buổi offline chạm tay hoa vàng, mình gặp trực tiếp những cái người thành công đó, Huy mới có động lực Huy chia sẻ cho anh chị, đúng không? Đó. Ok, còn nếu như một số anh chị nói là gì? Anh bận lắm, chị bận lắm, ở xa quá, không đi được, thì anh chị đọc lại quyển sách Bí mật tư duy triệu phú nha. Anh chị đọc lại quyển sách Bí mật tư duy triệu phú nha. Tại vì sao ạ? Nếu như mà chỉ vì một cái khoảng cách địa lý, hay là chỉ vì là đi xe một vài tiếng, hay là đi máy bay một hai tiếng gì đó mà nó cản trở anh chị tới thành công á, thì anh chị không thành công được đâu. Được không ạ? Đó. Thì cái này là Huy cũng muốn để cho là những cái người nào thật sự xứng đáng, thì những anh chị đó là sẽ được Huy chia sẻ những kiến thức này, được không ạ? Trời, thấy mấy anh chị nào mà tham gia buổi offline tháng 8 này thấy lời quá ha. Vừa được là đúng lúc mà mình là tổ chức,
thực hiện cái quy trình đất nước lửa gió ha, thực hiện cái chuyên quy trình mà hút những cái nguồn lực của trời đất ha, đúng không, hấp dẫn năng lượng vũ trụ nè, đó là bước rồi được học luôn là những cái tư duy làm thế nào là để thành công nằm trong top 1% thành công ha. Trời ơi, nhiều cái hay quá trời ơi. Hỏi gì sao không đi học đúng không? Không thì nó vậy đó anh chị. Ok, được không ạ? À? Rồi. Thì Huy cũng chia sẻ cho anh chị đơn giản thôi. Đó là quyết định của anh chị mà, quyết định của anh chị thôi. Những anh chị nào đã nói là đã quyết định là học luôn thì Huy thì anh chị có thể là đến học từ Huy thôi. Còn bây giờ những chị nào mà không muốn thì mình có thể tự nghiên cứu được mà. Anh chị có thể tự nghiên cứu tại vì chúng ta Huy đã đưa ra cho anh chị cái câu hỏi mà anh chị cần cần phải phải trả lời rồi. Anh chị có thể tự nghiên cứu được không ạ? À? Đó. Còn anh chị nào muốn học luôn thì anh chị phải thể hiện đi, thể hiện là mình thật sự mình mong muốn, mình thật sự mình muốn học thì mình phải hành động đi ạ. À. Được không ạ? À? Ok. Rồi, thì hẹn tất cả những Huy sẽ trả lời cái câu hỏi này ha. Huy sẽ giải đáp cái câu trả lời này vào cái chương trình offline cuối tháng này ha. Cuối tháng này là ngày 30, tối ngày 30, ngày 31 và ngày 1, được không ạ? À? Có một số bạn nói là ở nước ngoài không đi được thì thật sự là cái này Huy cũng chia sẻ luôn nha. Có rất là nhiều bạn trẻ, có rất là nhiều anh chị lớn ở bay trực tiếp từ Mỹ về, từ Nga về, từ Đài Loan, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc về để học chương trình của Huy thì Huy thấy là cũng đã rất là nhiều người đã có cái khao khát như vậy. Và những anh chị đó và những bạn đó thì đã có cái sự thay đổi rất rất là nhiều trong cái cuộc sống luôn. Thậm chí luôn là có minh chứng luôn á, có minh chứng sống luôn. À, trong cái livestream, trong một cái số livestream sau thì Huy sẽ có mời những cái anh chị, các bạn khách mời là cũng là đang là làm việc nha, đang học tập, thậm chí là đang làm việc và đang sống ở nước ngoài đã bay về Việt Nam học chương trình của Huy, ứng dụng và đã có thay đổi cuộc sống như thế nào, được không ạ? À? Cho nên là mình mới nói là gì? Từ Nga còn bay về đây được, từ Đài Loan, từ Trung Quốc, từ Malaysia, có người từ Malaysia nữa, có người từ Hồng Kông, có người từ Philippines, có người từ Nhật Bản, có người từ Hàn Quốc, có người từ Mỹ nha anh chị. Đó, rồi có người từ Úc bay về đây đi học, cho nên là Huy thấy là gì? Cái gì cản anh chị thì đúng không? Còn bây giờ cái giờ nó vậy rồi. Huy còn 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 đốt thuyền về Việt Nam để làm giàu mà. Đó, nên là quan trọng là cái khao khát của bạn thôi. Ok chưa? Rồi. Thì đó. Ok, thì hẹn tất anh chị em ha. Hôm nay mình cũng chia sẻ luôn là cái cách á, thật sự á, cái cách đơn giản để mình có thể là đi qua được cái nhóm bên phải cái biểu đồ thì đơn giản thôi, là nếu như bây giờ anh chị đang là một cái người làm công, một cái người làm thuê đi, hay là mình đang là một người làm kinh doanh, tự kinh doanh, một cái người đang làm tư nhân, thì thay vì á là anh chị bước lên làm doanh nghiệp thì cái rủi ro là 99% mình không thành công. Mình phải biết được 1% thành công thì nó sẽ rất là không dễ. Thì có một cái con đường nó dễ hơn, đúng không ạ? Đó là anh chị ngay bây giờ, trong lúc mà mình còn đang làm thuê, mình còn đang kinh doanh, mình còn đang làm tư nhân, thì chúng ta hãy đi sang đầu tư, bắt đầu tập đi sang đầu tư đi. Thì trong cái tư duy trong đầu tư thì những ngày sau Huy chỉ chia sẻ cho cái tư duy để trong đầu tư thì chúng ta phải nhớ là gì? Theo anh chị là chúng ta phải có nhiều tiền rồi chúng ta mới đầu tư, mới trả cho mình giàu. Hay là mình phải trả cho mình trước, mình phải đầu tư cho tăng tăng gia tăng tài sản trước thì mình mới giàu à? Đúng à? Thì cái bí kíp ở đây á là nếu như bây giờ anh chị còn đang là tư nhân, còn đang là làm thôi thì mình hãy vừa làm việc và đầu tư để thắng. Hãy vừa làm việc vừa tích trữ, đúng không ạ? Tích trữ tiền, tích trữ tập trung gia tăng tổng tài sản. Và có những cái cơ hội thì thật sự thì những anh chị đang xem livestream á thì anh chị có thể là xem kỹ những cái tư duy trong những cái ngày trước và những ngày tiếp theo Huy sẽ nói kỹ hơn về cái cách để có một cái tư duy của một nhà đầu tư thành công, một nhà đầu tư chủ động, hay là để có một cái tầm nhìn để kiến tạo nên
nhìn ra được đâu là một cái cơ hội thật, đúng không? Một cái cơ hội đầu tư để giúp cho chúng ta gia tăng tài sản nó tốt nhất. Còn những cái mà kiến thức mà chuyên sâu á, chuyên sâu mà để cho là mình gọi là, đúng không? Để cho mình vô cái chi tiết hơn á, thì chúng ta cùng gặp nhau tại buổi offline thì Huy sẽ chia sẻ kỹ hơn, được không ạ? Ok, rồi. Đó, cho nên là gì? Khi mà bây giờ mình cái muốn bước qua bậc bên phải kim đồ thì chúng ta cũng phải từ từ, mà từ từ chúng ta dịch chuyển qua từ từ thôi, chứ bây giờ mà nhảy qua một cái liền là không được, không nhảy được. Nên là sao? Bắt đầu nhảy qua từ từ đi, bắt đầu dịch chuyển từ từ, bắt đầu là vừa làm việc vừa đầu tư, vừa làm việc vừa đầu tư, bắt đầu tạo ra các nguồn thu nhập thụ động, bắt đầu tạo ra các nguồn thu nhập thứ hai, nguồn thu nhập thứ ba, nguồn thu nhập thứ tư, vân vân, tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn, bắt đầu gia tăng tài sản của mình hơn, học cho đầu tư, được không ạ? Trả cho mình trước. Khi mà anh chị đầu tư rồi, anh chị trôi vào trong thị trường đầu tư rồi, thì lúc đó mới bắt đầu được đi vô trong rồi đó, đi vô trong thị trường đầu tư rồi thì có 95% chưa thành công, 4% là hòa vốn và 1% thành công. Thì lý do tại sao 1% thành công thì chúng ta cùng chia sẻ, đúng không? Cùng bàn về cái vấn đề này, về cái điều này ở chương trình offline, được không ạ? Ok. Đó, cho nên là thật sự là chương trình offline Huy thấy là rất là giá trị luôn, rất là hay luôn. Rất nhiều anh chị mà ở tuốt Hà Nội bay vào, đúng không? Ở Nghệ An bay vào, ở Cà Mau, ở dưới miền Tây, miền Trung, miền Bắc, nói chung là cả Việt Nam bay vào, thậm chí là ở nước ngoài cũng bay về để học. Thì Huy thấy là thật sự là rất là tuyệt vời luôn anh chị. Và là cái năng lượng nó đã lắm, cái năng lượng nó rất là hay luôn. Nên là anh chị thật sự là mình hãy ra quyết định đi ạ. Hãy ra quyết định một lần trong đời làm một cái việc gì đó, nó đừng có bình thường nữa, nó phi thường lên đi. Hãy ra một quyết định một lần trong đời là làm một cái gì đó nó phi thường đi. Làm một cái gì đó để mình thay đổi cái cuộc đời mình đi. Tại vì á, khi mà anh chị muốn thì anh chị sẽ tìm được cách. Anh chị đi thì anh chị mới tới được. Và một khi mà anh chị đã đi rồi đó thì anh chị không có đường quay đầu đâu. Huy cũng nói luôn, một khi mà anh chị đã đi vào cái thế giới của những người giàu á, đi vào cái thế giới của những người giàu, anh chị không có đường quay đầu đâu, anh chị không có nghèo lại được đâu. Cho nên là hãy cẩn thận nha. Đi không có quay lại được đâu nha. Đã đi là giàu luôn á. Đó. Nên là không có đường quay đầu đâu nha. Nên là Huy chia sẻ như vậy thôi, cho nó thật tình luôn á, chia sẻ thật tình cho anh chị luôn là anh chị mà đã đi vô thế giới những người giàu rồi thì anh chị không có đường quay đầu đâu, được không ạ? Ok, rồi. Rồi thì hẹn anh chị em vào livestream tối ngày mai vào lúc 20 giờ, chúng ta sẽ nói về những cái, chúng ta sẽ nói về một trong những cái kiến thức mà chúng ta có thể là ứng dụng trong cuộc sống ha. Có một cái kiến thức mà Huy cũng sẽ chia sẻ cho anh chị trong cái livestream ngày mai. Đó là đó là những một cái cách để chúng ta ứng dụng NLP là ngôn ngữ lập trình tư duy. Thì ngôn ngữ lập trình NLP thì những ngày vừa qua thì anh chị, nếu mà anh chị xem livestream cũng để ý là Huy hay nhắc tới NLP là ngôn ngữ lập trình tư duy á. Thì bản chất á là cái môn này á là một cái môn khoa học của người Mỹ. Và nó được dùng để dạy cho các tổng thống Mỹ. Được dạy cho các tổng thống Mỹ anh chị. Và cái môn này thì là người sáng lập là Richard Bender và John Kilder. Là họ cũng mới sáng lập cái môn này khoảng là vài thập kỷ trước thôi. Nó mới lắm. Và một trong những người mà ứng dụng NLP thành công nhất thế giới thì đó chính là thầy tỷ phú đô la Tony Robbins. Và NLP là gì? NLP là họ nghiên cứu top 0,7% những người xuất chúng nhất, những người giàu có và xuất chúng nhất trên thế giới để tạo nên cái môn khoa học này. Và đương nhiên là anh chị có thể bỏ tiền ra để đi học những khóa NLP vài chục triệu, vài trăm triệu hay là vài tỷ ở nước ngoài. Tuy nhiên là Huy thì đã học hết rồi và Huy thấy là anh chị cũng không nhất thiết là phải tốn tiền như vậy để đi học đâu. Mình dùng cái tiền đó mình đầu tư nó giàu hơn anh chị, đúng không? Mình dùng cái mình dùng tiền mình đầu tư đó, nó giàu hơn. Chứ còn đi học xong thì cũng trả cho diễn giả thôi. Với lại NLP á, thì có những cái nó rất là hay. Thì ngày mai Huy sẽ tổng kết lại những cái kiến thức hay nhất ha.
những cái hay nhất mà Huy ứng dụng và nó giúp cho thay đổi cuộc sống của Huy nó tốt đẹp hơn, và nó cũng đã giúp cho là rất là nhiều người, đúng không ạ, hàng nghìn người đã thay đổi nhờ những cái kiến thức này. Thì ngày mai Huy sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để ứng dụng NLP, đúng không ạ, cái cách để ứng dụng NLP để chúng ta ứng dụng nó tốt nhất, học cách ứng dụng luôn, khỏi cần đi học lý thuyết làm gì hết, về không biết ứng dụng chúng ta học cách ứng dụng luôn, được không ạ? Ok rồi, thì để ứng dụng coi là làm tha sao để có thể sống như sống và làm việc và học tập và kiếm tiền như cái top 0,7% những cái người thành công và xuất chúng nhân trên thế giới, thì livestream tối ngày mai Huy sẽ chia sẻ cho anh chị, đúng không ạ? Đó, ok rồi, thì hẹn rồi hẹn anh chị em vào livestream tối mai ha. Rồi những anh chị em nào mà muốn đăng ký chương trình hay là muốn xem cái chương trình offline là ngày mấy, thời gian như thế nào, thời điểm như thế nào, thì anh chị có thể là đăng ký trong cái link Huy có để trong trên cái livestream này nè. Đó, thì anh chị có thể bấm vào và anh chị đăng ký được không ạ? Rồi hôm nay thì vô cùng yêu quý mọi người luôn. Rồi hôm nay chúng ta cùng đã quyết định ạ. Hôm nay thì tôi giàu có thành công, tự do, thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn cả ngày. Hôm nay tôi là một ngày tràn đầy năng lượng và hôm nay là tôi có lợi nhuận, đúng không? Một ngày bùng nổ về doanh số, một ngày bùng nổ về lợi nhuận và một ngày bùng nổ về tài chính. Và chúc tất cả anh chị em có một giấc ngủ ngon, tràn ngập với ý niệm của sự giàu có, thành công, tự do, khỏe mạnh, bình an, thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào livestream tối mai vào lúc 20 giờ. Và những anh chị em nào mà thấy livestream này hay và có ý nghĩa thì mình hãy share, đúng không ạ? Mình like, mình comment, mình share và mình tag tên những người thân, những người bạn, những người đồng nghiệp, đội nhóm của mình vào, để chúng ta gieo nhân tốt thì có một bầu trời quả ngọt, được không ạ? Ok, siêu yêu tất cả anh chị em luôn. Và hẹn tất cả anh chị em vào livestream tối mai vào lúc 20 giờ. Vô cùng tuyệt vời. Bye bye, I love you.